trở lại năm 2012, Hứa Tân trở thành tổng giám đốc đại diện của đội tên lửa. Đội bóng sau Diêu Mạch liên tục 3 năm vô địch nhạc thấu, không có duyên với vòng tứ kết. Mùa giải mới tên lửa một lần nữa sao bài, nên đón hay đần, cầu thủ trẻ tuổi trong đội đóng vai chính, Hứa Tân đang chuẩn bị bàn bạc kỹ hơn, bù đắp tiếc núi của tên lửa 18, giúp hay đần hoàn thành tổng quán quân. Hệ thống Nên đón Diêu Mạch, mùa giải đoạt giải quán quân. Hứa Tân Hệ thống, ngươi nhiều mạo mùi A, à, đại diêu đều xuất ngủ. Liên minh một năm nay, người hồ hào tổ bít bốn, ba ông trùm nóng bỏng chờ mong bảo vệ vương miệng, lôi đình sông thiếu gối giáo đại đáng, GDP gai ngựa càng già càng dẻo dai, tên lửa muốn đoạt giải quán quân quả thực là nói chuyện giật gân. Hoa hạ bên này, mới cũ Luân Phiên, A Liên còn chưa thích ứng với vai trò lãnh tụ, đội bóng binh bại Manila, không có duyên với giải vô địch thế giới 2014 lãng nam trung quốc rơi vào điểm đóng băng khó khăn trùng trùng con đường phía trước dài đằng đẳng lại xem hứa tân thao tác như thế nào trợ giúp lãng nam trung quốc cuộc khởi cho đến đỉnh cao chương một trở thành đội rocket đại diện tổng giám đốc bạn đang nghe tại truyện chấm audio cái gì ngươi không phải đang nói đùa chứ điều này sao có thể alexander tuổi gần thất tuần không thể tin được mở to hai mắt nhìn là thật, vừa rồi mà câu tiên sinh vì bạo lực gia đình mà bị cảnh sát bắt. Thư ký bất đắc dĩ nói. Alexander đỡ trán, trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Lúc trước có một người ứng tuyển rất trẻ tuổi, tốt nghiệp đại học Du cơ, hình như là người hoa hạ, tên là gì nhỉ? Hứa Tân. Thông báo cho anh ta, ngày mai đến tổng bộ tên lửa phỏng vấn. Chúc mừng anh, trở thành quyền tổng giám đốc của đội rocket, nhiệm kỳ đến cuối mùa giải. Alexander nhìn người Trung Quốc trẻ tuổi đến kỳ cục trước mắt nói. Việc bổ nhiệm này là một hành động bất đắc dĩ, tổng giám đốc tiền nhiệm của đội bóng đi vào bất ngờ không kịp đề phòng, mùa giải sắp bắt đầu, trước mắt căn bản không tìm được tổng giám đốc thích hợp. Bổ nhiệm hứa tân, phần lớn là xuất phát từ góc độ lợi nhuận. Theo lệnh giới hạn 7 phút và diêu danh qua loa giải nghệ, độ chú ý của tên lửa ở Mỹ lệ quốc và hoa hạ từng bước giảm xuống, thời đại hậu diêu mạch 3 năm nay càng liên tục không có duyên với vòng tứ kết thị trường bóng đá ảm đạm giá trị thị trường trượt dốc alexander thua lỗ hàng năm cứ tiếp tục như vậy anh ta sẽ cân nhắc bán đội bóng ông chủ tốt hứa tân kích động nói yêu cầu của tôi đối với bạn là phải trở lại playoff năm nay đội bóng cần có lợi nhuận và miễn là bạn có thể làm điều đó bạn sẽ trở thành tổng giám đốc thực sự của rocket vào mùa hè tới alexander là một thương nhân lâu năm không quên vẽ bánh nướng cho hứa tân. Hứa tân liên tục nói cảm ơn, gật đầu đồng ý. Trong lòng thầm nói, xuyên việc trở về, giống như là mở thiên nhãn đồng dạng, liền ngươi này nho nhỏ yêu cầu, còn không phải vẫy nước. Chính xác. Hứa tân xuyên qua. Anh vừa mới chứng kiến bóng rổ Nam Trung Quốc bị bóng rổ Nam Phi. Ly. Pin 20 điểm nghịch chuyển đào thải, đấm ngực dậm chân, thật sự quá mức nghẹn khuất không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, liền xuyên qua đến 11 năm trước 2012 năm. Hắn vừa tốt nghiệp đại học đu cơ, chuyên ngành quản lý thể thao. Nếu một lần nữa bắt đầu, hắn lại vừa vặn trở thành tổng giám đốc lâm thời của đội hỏa tiễn, vậy nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt, đắp nặng huy hoàng cho lãng nam Trung Quốc, leo lên đỉnh cao. Tất cả, bắt đầu từ bây giờ đi. Dưới sự hướng dẫn của thư ký, đi tới văn phòng tổng giám đốc đã dùng qua, văn phòng trải qua cải tạo rực rỡ hẳn lên dù sao trước khi làm việc thật tốt tự nhiên là phải đi xui xẻo kỳ thật thời điểm này đích xác rất tốt tuy rằng cách vòng đấu thường quy bắt đầu chỉ có hai ngày nhưng Dèm hay đần đã chính thức trở thành một thành viên của tên lửa thỏa thuận đã được thực hiện hai ngày trước đây cũng là thành tích duy nhất mà câu có thể nhìn thấy bất quá nên nói hay không khoản giao dịch này đích xác siêu giá trị Tên lửa chiếm được sông năng vệ ít nhất là top 2 liên minh trong 10 năm tới, đương nhiên trong lòng hứa tân, đăng ca chính là đệ nhất. Và cái giá phải trả chỉ là Kevin Martin, Jeremy Lam, 13 năm Raptors, 13 năm Maverick và 13 năm Bobak. Đương nhiên, cái giá mà đội bóng phải trả không chỉ có thế, mà vòng đầu tiên của đội mảnh long 13 năm nay là dùng lạc thủy đổi lấy. Sau khi rời khỏi tên lửa, lạc thủy tỏa sáng rực rỡ, cùng Gia La tán hợp thành ba người đứng đầu phía đông, tuy rằng vòng tứ kết nhiều lần bị thua, nhưng nên nói hay không, vòng đấu thường quy vẫn hiếm có đối thủ. Hứa Tân đang suy tư thì trong đầu đột nhiên vàng lên tiếng lô ly ôn nhu. Đinh, bóng rổ đỉnh phong hệ thống kiểm tra đo lường hoàn thành, bắt đầu cố định. Đinh, tuyên bố hạn chế nhiệm vụ, mùa giải trước khi kết thúc trọng tố diêu mạch tổ hợp, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 1.000 điểm, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 500 điểm. Đinh, đang tuyên bố nhiệm vụ mùa giải, dẫn dắt đội hỏa tiễn thắng được tổng quán quân mùa giải 2012. 2013, nhiệm vụ thành công, khen thưởng 2.000 điểm, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 1.000 điểm. Đùa gì thế? Tổ chức lại diêu mạch. Diêu danh đã giải nghệ hơn một năm, khôi phục thể lực và dáng người cũng không phải là khó khăn nhất, khó khăn nhất chính là chân trái ba lần bị thương nặng, gần như đã không thể khôi phục mạch địch ngược lại còn có thể đánh, nhưng trong ấn tượng đây cũng là mùa giải cuối cùng của hắn, lúc này đang lên kế hoạch đi hoa hạ, mở ra hành trình CBG. Điều khiến người ta đau đầu nhất chính là mùa giải này phải đoạt giải quán quân. Đối với tên lửa 3 năm xa cách vòng tứ kết mà nói, trận bán kết miền Tây năm 2009 và người hồ ác chiến 6 trận đã rời đi toàn bộ. Dẫn theo một đám tân binh không có nhiều kinh nghiệm thi đấu vòng tứ kết giành được tổng quán quân, nếu nói ra, quả thực là nói chuyện giật gân. Còn có, nhiệm vụ không hoàn thành, sao còn muốn trừ điểm tích lũy? Hiện tại xem ra, những nhiệm vụ này đều là chuyện cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Tương đương với một trận đấu không đánh, hứa tân đã thiếu 1.500 điểm tích lũy. Hệ thống này, con người còn rất tốt. Hứa tân thử cùng hệ thống câu thông, uyển chuyển nói. Xin chào, nhiệm vụ này có phải quá khó khăn không? tiếng lô ly lại vang lên. Quả thật rất khó, cho nên, bản hệ thống cho ngươi một khoản tiền khởi động. Mặt khác, mỗi tháng tiếp theo trận đấu, đều sẽ nhận được 50 điểm thưởng, đồng dạng, trận đấu thua, trừ đi 25 điểm. Đinh, 500 điểm tích lũy vào sổ sách, xin chú ý tra thu. Trước mắt hứa tân một trận biến hóa, thấy được giao diện hệ thống trong đầu, góc trên bên phải biểu hiện có 500 điểm tích lũy, ở giữa chia làm 5 mảng mảng thứ nhất bên trái sáng lên, nhấn vào thấy có hai thẻ kỹ năng. Trạng thái nóng bỏng, 50 điểm, khiến cho cầu thủ trong một trận đấu, xúc cảm bùng nổ, phát huy siêu trình độ, hoàn thành tác phẩm tiêu biểu của mùa giải. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, 1.000 điểm, vĩnh viễn có hiệu quả, nâng cao phản ứng hóa học của đội bóng, độ lưu loát tấn công và tính phối hợp phòng thủ đều có nâng cao, khiến cho đội bóng có sức chiến đấu mạnh hơn. Làm sao mở được khối thứ hai? khi điểm tích lũy đến 1.000 điểm, mở mảng thứ hai. Thuận tiện tiết lộ một chút, khối thứ hai có thể hay không có thể làm cho cầu thủ trở lại đỉnh cao. Hứa Tân xoa xoa tay, nhếch miệng hỏi. Dù sao, với năng lực hiện tại của Diêu Mạch, Quy Phong đã sớm không còn, cho dù trở lại đội bóng thì sao? Vậy tôi sẽ cố gắng mở một cửa sau nho nhỏ, có, giá là 1.000 điểm, chỉ có hiệu quả với một người. Hứa Tân thần sắc hiểu rõ, Đi tới đi lui trong phòng làm việc, tự hỏi tương lai của đội bóng. Trong ấn tượng của tôi, năm đầu tiên gia nhập đội tên lửa, Hayden đã có thể giành được số liệu không kém 26-56 là ngôi sao bóng đá đương gia, với thành tích thứ 8 của miền Tây dẫn đội tiến vào vòng tứ kết. Vòng tứ kết đầu tiên gặp phải ông chủ cũ Lôi Đình, hai bên ác chiến 6 trận, cuối cùng tên lửa 2.4 bại trận. Lúc ấy nhị đương gia và tam đương gia bên cạnh Hayden theo thứ tự là lâm thư hào và chanders parson mặc dù mùa giải trước lâm thư hào đã nổi lên một trận gió lốc nhỏ có thể nói là kỳ tích ở thành phố bình quả nhưng khi đặc điểm kỹ thuật của anh dần dần được nhìn thấu đối thủ hạn chế đột phá và chuyền bóng của anh khuyết điểm khả năng ném rổ không ổn định của lâm thư hào được phóng đại mùa giải đầu tiên của anh ở đội tên lửa chỉ có thể dùng từ tạm được để hình dung chanders parson với tư cách là một diễn viên vọng hai năm thứ hai là một trong những bất ngờ hiếm hoi của trốc kết vào thời điểm đó. Tuy rằng tố chất thân thể cùng năng lực vận động tương đối bình thường, nhưng thương nhân bóng đá rất cao, kỹ thuật tương đối toàn diện, tiến công kết hợp, còn có năng lực tổ chức không tồi. Bất quá cũng giống như lâm thư hào, tính ổn định ném rổ hơi không đủ, phòng thủ tương đối tích cực, có can đảm đối kháng. Tuy rằng năng lực đối kháng bình thường, nhưng chiều cao 2,8, đánh tiểu tiên phong ở chiều cao hoàn toàn không chịu thiệt ở phòng thủ sẽ không trở thành lựa chọn hàng đầu của đối thủ. Thành viên nồng cốt như vậy, chung quy là quá mức non nớt, muốn đoạt giải quán quân hoàn toàn không có khả năng. Đội bóng cần hoàn thành bổ sung sức mạnh ở vị trí 3, 4, 5. Chương 2 Mới đến, trên máy bay diễn thuyết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hứa Tân đưa mắt nhìn vào danh sách đội bóng lớn. Dự trữ của đội bóng hiện nay trên tuyến mũi nhọn có thể nói là tốt. Hứa Tân không khỏi cảm khái, thì ra đã từng vào năm 2012, đội tên lửa cũng là đại đội mũi nhọn rất có thiên phú, tuy rằng không phải thiên phú cao cấp, nhưng những người này cũng đều có thể lăn lộn trong liên minh nhiều năm. Patrick Patterson, Marcus Modric, Moteuna, Terence Jones, Delfino. Năm người này đều có năng lực trung bình khoảng 10 điểm, nhưng không có một đáp án nào có thể trở thành đại tiên phong tên lửa. Bất quá những thứ này cũng là lợi thế có giá trị nhất của đội bóng trước mắt ngoại trừ Hayden, Lâm Thư Hào, Pa Kế hoạch của Hứa Tân phải luyện cấp thật tốt, sau khi đánh ra trình độ, tiền lẻ đổi nguyên tiền, bán với giá cao. Cốc cốc. Mời vào. Trợ lý đẩy cửa vào, hứa quản lý, còn có 2 giờ đội bóng máy bay liền muốn cất cánh, đi tới đi trôi, ngài muốn cùng đội bóng cùng đi sao? Đương nhiên, trận đấu đầu tiên của đội, tôi sẽ ở bên đội. Hứa Tân đứng dậy, cùng trợ lý ngồi xe đến sân bay. Hai giờ sau, trên máy bay tư nhân của ông chủ Alexander, Hứa Tân lần đầu tiên gặp được mạch khắc hải nhĩ, hay đần, lâm thư hào, pa sân và một đám cầu thủ tên lửa. Mọi người thân thiện chào hỏi, đối mặt các cầu thủ hơi tò mò ánh mắt, Hứa Tân biết bầu không khí đã đến, hắn nói như thế nào đều phải nói vài câu. Hắn giọng một cái, Hứa Tân đứng dậy đứng ở phía trước cabin, vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người nhìn về phía hắn khẳng khái trần thuật xin chào mọi người tôi là tổng giám đốc mới của đội bóng hứa tân tôi giống như hầu hết các bạn ở đây rất trẻ tuổi trẻ đại biểu cho tinh thần phấn chấn sức sống nhưng đồng dạng cũng đại biểu cho bị khinh thị mà điều chúng ta phải làm chính là dùng bóng rổ nói chuyện ở trên sân bóng hung hăng đánh đối thủ của chúng ta thắng trận đấu hãy nói với những người coi thường chúng ta rằng quyết định ban đầu ngu ngốc như thế nào. Lesser gò Rocket Cảm xúc trong cabin bị đốt cháy, mọi người vỗ tay, hô khẩu hiệu chỉnh tề, các cầu thủ nóng bỏng nhìn tổng giám đốc đội bóng, người hoa hạ hơi ngây ngô này, trong lòng không tự giác sinh ra một ít thân cận. Hứa tân không chỉ nói về hay đần, mà còn bị lôi đình từ bỏ vì 4 triệu đô la Mỹ. Lâm Thư Hào, Pa Sơn, Asiri, Mạc Thái Du Nút, Nhỏ. Terence Jones, Patrick Patterson vân vân. Làm sao không phải như thế chứ? Bọn họ không có một người nào là thiên chi kiêu tử, đều là dựa vào tự thân cố gắng, từ thay thế bổ sung đánh lên, không ngừng tăng lên chính mình, chứng minh người của mình a. À. Mạch khắc hải nhĩ vui mừng gật đầu, tiểu tử này không tệ. Mấy câu nói liền kéo gần khoảng cách với các cầu thủ, làm tổng giám đốc đội bóng nâng cao lực ngưng tụ của đội bóng cũng là một hạng mục rất quan trọng máy bay cất cánh, hứa tân và mạch khắc hải nhĩ ngồi cùng một chỗ, thảo luận hệ thống chiến thuật mùa giải mới của đội bóng. Hứa tân dẫn đầu đưa ra cái nhìn của mình. Tôi đã nghiên cứu video trận đấu của Ha Đơn trong suốt thời gian đó, anh ấy là trung tâm giữ bóng của đội trong thời gian ở thân đờ. Mà nếu cùng Du Rang hoặc Uy Thiếu hoặc là ba người đồng thời lên sân khấu, hay đần là lựa chọn thứ ba, phần lớn là thông qua phương thức tấn công không bóng để ghi điểm. Hứa Tân phân tích, vậy suy nghĩ của anh thì sao hứa tân dừng lại mở miệng hỏi hay đần có liên minh đỉnh cấp sông năng vệ tiềm chất hắn có thể chính mình đạt điểm cũng có thể tìm được ở chỗ trống đồng đội hiện tại đội bóng tiến công uy hiếp lớn nhất nắm chắc nhất chính là hay đần tôi cảm thấy có thể cho ha đơn sự tự do tối đa để giữ bóng nhiều hơn và anh ấy có thể thu hút hàng phòng ngự sau khi anh ấy chơi và cơ hội cho những người chơi khác tốt hơn mạch khắc hải nhĩ nói hiển nhiên ý nghĩ này hắn đã suy nghĩ rất lâu hứa tân đối với suy nghĩ của mạch khắc hải nhĩ cũng không ngoài ý muốn kiếp trước michael đã cung cấp cho hay đần độ tự do rất cao hắn để hay đần tích cực chủ động ghi điểm và thu hút phòng thủ để tạo cơ hội ném rổ tốt hơn cho đồng đội mà hay đần cũng ở trong hệ thống của mạch khắc hải nhĩ như cá gặp nước nhảy vọt trở thành ngôi sao bóng đá chạm tay có thể bỏng nhất liên minh nhưng thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà hệ thống chiến thuật của mạch khắc hải nhĩ có giới hạn rất cao tiến vào vòng tứ kết không thành vấn đề nhưng trong vòng tứ kết đấu pháp gần như minh bài này nhất định sẽ không có giới hạn quá cao đội bóng quá lệ thuộc vào năng lực cá nhân của hay đần điều này làm cho đối thủ rất dễ dàng nhằm vào khi bóp chết hay đần thế tấn công của tên lửa liền dễ dàng rơi vào đình trệ cùng lúc đó bởi vì hay đần đầu tư quá lớn vào thế tiến công tổng hiến của hắn ở thế phòng thủ nhỏ hơn nhiều so với thời kỳ lôi đình, trên sân dễ dàng trở thành trọng điểm công kích của đối thủ. Có thể nói, bộ đấu pháp này không có khả năng thắng được tổng quán quân. Nghĩ vậy, hứa tân mở miệng nói. Lời khuyên của tôi là để Linh kiểm soát hành vi phạm tội của đội bóng và ha đơn có thể là người giữ bóng thứ hai. Đương nhiên, vào thời khắc máu chốt, lại để Hayden cầm bóng tiếp quản trận đấu. Hayden là ngôi sao bóng đá số một của đội bóng, điều này không thể nghi ngờ nhưng trợ giúp của hắn đối với đội bóng không nên chỉ ở chỗ đạt điểm cùng trợ công hắn có thể giống như thời kỳ lôi đình càng nhiều đánh không bóng mượn yểm hộ cùng ngăn cản tìm được cơ hội dễ dàng đạt điểm cũng có thể thu hút phòng thủ bằng cách chạy mà không có bóng để tạo không gian cho đồng đội thể lực tiết kiệm được phải đầu nhập vào đầu phòng thủ tôi cảm thấy ha đơn có đủ sức mạnh để giúp đội bóng ở cả tấn công và phòng thủ mạch khắc hải nhĩ kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi hơi non nớt trước mắt này lý giải của hắn đối với bóng rổ vượt quá mong đợi của mình bất quá những thứ này trong mắt hắn cuối cùng vẫn là người thường một ít hắn thoáng trầm tư uyển chuyển mở miệng nói tôi đã nghĩ về việc để ha đơn chơi mà không có bóng nhưng đội bóng không thể so sánh với thân đờ không có rang và Westbrook, không ai ngoài ha đơn có khả năng thay đổi hàng phòng ngự điều này tương đương với việc từ bỏ sở trường của mình đi đối chọi với người khác như vậy đội bóng rất khó vào vòng tứ kết hứa tân mỉm cười điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói rằng tôi có thể đưa iao e. noi và ma đi trở lại đỉnh cao lần này mạch khắc hải nhĩ càng thêm khiếp sợ miệng há thật to không cho mạch khắc hải nhĩ thời gian hỏi hứa tân tiếp tục nói không giấu gì mục tiêu tôi đặt ra cho đội bóng là giành chức vô địch nếu ha đơn đầu tư quá nhiều vào vòng đấu thường quy đội bóng sẽ không thể đi xa trong vòng tứ kết hơn nữa đây cũng là chuẩn bị cho đội hình đội bóng sau khi được bổ sung giảm bớt áp lực thích ứng khi nào họ sẽ hồi phục can vội vã hỏi hơi thở có vẻ gấp gáp muôn nhất là trước cuộc thi ngôi sao tụ hội hứa tân tính sơ qua nếu chuyện này thành công đội bóng thật sự có hy vọng đoạt giải quán quân can lẩm bẩm hứa tân vừa rồi diễn thuyết làm sao không nói cho hắn nghe? Michael Halle thời kỳ cầu thủ cũng đủ vĩ đại, nhưng kiếp sống huấn luyện viên sau khi giải nghệ, có thể dùng từ ảm đạm để hình dung. Sói rừng và tên lửa mà hắn từng dạy, chưa bao giờ tiến vào vòng tứ kết. Nếu mùa giải này thật sự có thể dẫn đội đoạt giải quán quân, vậy sự nghiệp của hắn sẽ viên mãn. Đây là chuyện lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 3 Mở màn trước trận chiến âm thanh, Hứa mới sơ bộ kế hoạch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Còn có, ta kế hoạch đối với đội bóng tiến hành nhắm vào tính bổ cường. Hai tháng này, đội bóng 3-4 vị trí lựa chọn dùng Patterson cùng tiểu Modric. Mặt khác, cho Mạc Thái và jose thêm thời gian thi đấu, chiến thuật nghiêng về một chút. Hứa tân dừng lại một chút, lo lắng mạch khắc hải nhĩ lơ đỉnh cường điệu nói. Đây chính là đại kế đoạt giải quán quân của đội bóng mạch khắc hải nhĩ thần sắc ngẩn ra hiểu được hứa tân định dùng những người này để giao dịch gật đầu đáp ứng sáng sớm hôm sau các hỏa tiễn sẽ tiến hành lần huấn luyện cuối cùng trước khi thi đấu hứa tân là người đầu tiên đến sân bóng vỗ tay động viên mỗi cầu thủ mỗi nhân viên đội bóng lâm thư hào là cầu thủ đầu tiên đến sân bóng tới thật sớm a à, hứa quản lý lâm thư hào chào hứa tân bằng tiếng trung mặc dù lớn lên ở mỹ nhưng từ nhỏ trong nhà đã có ý thức bồi dưỡng tiếng Trung của Thư Hào, bởi vậy tiếng Trung của Lâm Thư Hào rất lưu loát. Chào buổi sáng. Hứa Tân mỉm cười gật đầu. Cảm giác thế nào trong trận đấu đầu tiên sau khi ký hợp đồng lớn? Tuy rằng đại chiến sắp tới, Hứa Tân vẫn không quên trêu chọc nói. Cảm giác rất tốt, không cần ngủ sofa, tôi cảm thấy thể lực mình càng thêm dồi dào, đánh 48 phút cũng không mệt mỏi. Lâm Thư Hào trêu ghẹo nói đợi lát nữa can huấn luyện viên sẽ tiến hành trước trận đấu chiến thuật bố trí. Trước tiên cho ngươi nói một chút, ngươi sẽ là thường quy trong thời gian chủ yếu cầm bóng ngươi. đơn chắc chắn đang cố gắng chứng tỏ bản thân, nhưng nhiệm vụ của bạn không chỉ là chuyền bóng cho đơn mà còn là tung ra nhiều pha cản phá số 3, 4 nhất có thể để tạo cơ hội cho Patterson và Smallmore. Patterson không xuất phát sao? Lâm Thư Hào có chút kinh ngạc. Cậu ấy sẽ không làm điều đó trong một thời gian, đội bóng cần phải bổ sung, và bạn và ha đơn không phải để bán, pa sân phụ thuộc vào tình hình. Cho nên, cậu ở đầu tiến công cũng phải truyền bóng nhiều hơn, nếu cậu đánh quá tốt ghi được quá nhiều điểm, tổng giám đốc khác cung cấp cho tôi một phần báo giá khó có thể cự tuyệt, tôi cũng chỉ có thể nhìn đau bỏ đi những thứ yêu thích. Lâm Thư Hào nghe vậy cũng buồn cười. Được, quản lý, tôi sẽ làm theo. Các cầu thủ lục tục đến sân bóng, bắt đầu khởi động sau đó tiến hành huấn luyện lừa bóng, truyền bóng và ném rổ. Cuối buổi huấn luyện, Michael triệu tập mọi người lại với nhau, giảng giải chiến thuật và bố trí trước cuộc thi. Hơn 2 giờ đồng hồ, Hứa Tân vẫn ngồi ở bên sân, nhìn các cầu thủ trên sân đổ mồ hôi như mưa. Hắn đang đợi người, không sai, chính là James Hayden vẻ mặt nghiêm túc trên sân. Sau khi huấn luyện kết thúc, hắn cùng mọi người chào hỏi qua, liền đem đang bổ sung nước Hayden gọi tới. Bình tĩnh, đừng nghiêm túc như vậy, không nên gánh vác quá nhiều áp lực cho mình. Hứa Tân vỗ vỗ bả vai hay đần, chiều cao 1,87 của hắn đối mặt với hay đần, áp lực vẫn không lớn. Hay đần trong sân bóng có chút ngại ngùng, cùng trong hộp đêm như hai người khác nhau. Tôi đã dành cả mùa hè để chứng minh rằng Presley đã đưa ra quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời mình. Đáng tiếc trận đầu không phải đánh lôi đình, Piston Cup phải chịu ủy khuất rồi. Không thể không nói hay đần 23 tuổi, ít nhiều vẫn có chút tính trẻ con, bất quá tấm lòng son sắc đơn thuần này của hắn, cũng là nguyên nhân được đông đảo người hâm mộ yêu thích. Người muốn làm không chỉ là chứng minh chính mình, ở trong lòng ta, người sẽ là đội bóng nền tảng, hoàn toàn xứng đáng lão đại, tên lửa muốn tại ngươi dẫn dắt dưới, đoạt được tổng quán quân. Hứa tân nhìn chầm chầm vào đôi mắt to trong suốt của hay đần, gằn từng chữ. Này phản phất là một câu đánh thức người trong mộng, một giây sau, hai cái đều ngây thơ người trẻ tuổi trong ánh mắt phản phất đều tuôn ra một đoàn lửa. Thời gian trôi qua buổi chiều, hứa tân xem trang web chính thức và diễn đàn người hâm mộ thảo luận về trận đấu này. Dương Nghị, A, à, Smith tưới một chậu nước lạnh. Rocket đã vô địch lô tô trong 3 năm liên tiếp và chỉ còn một bước nữa là đến vòng playoff, nói cách khác, nếu đặt ở phía đông, Rocket đã vào vòng playoff. Nhưng mà, đội bóng lại lựa chọn đẩy ngã làm lại từ đầu vào mùa hè bỏ qua tất cả những bàn thắng số 6 hàng đầu của đội và nhìn vào toàn bộ lịch sử giải đấu cũng là một sự tồn tại khá bùng nổ. Trong đội tư lịch già nhất, dĩ nhiên là tân binh năm 3, Patrick Patterson. Mặc dù đội bóng đã chào đón đơn anh ấy chưa bao giờ chứng minh rằng anh ấy có khả năng giành chiến thắng một mình. Ngoại trừ Hayden, tên lửa dùng hai hợp đồng độc dược khóa chặt Lâm Thư Hào và Asiri vào mùa hè, cũng là cầu thủ có ưu khuyết điểm rõ ràng. Một đội hình như vậy, từ thực lực trên giấy mà xem, rõ ràng là trượt dốc so với năm ngoái. Cấu trúc tuổi tác tổng thể của trốc kết quá trẻ và xây dựng lại không phải là điều xấu. Nhưng trước mắt nhóm thanh niên này, ngoài trừ hay đần, thiên phú hoàn toàn không đủ, làm cho người ta không nhìn thấy hy vọng. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu kết thúc mùa giải này ở vị trí cuối bảng phía Tây. Đối với Piston, mặc dù những năm gần đây, giống như rốc kết với thành tích kém, khung hình của đội rất rõ ràng hai ngôi sao trong và ngoài Gerrit Monroe và Brandon Knight không ngừng trưởng thành, lại thêm vào đó là hoàng tử nhỏ Prince, Ronnie Starkey, Joseph Caderon, đội bóng ra sân đầy sức chiến đấu. Trên băng ghế dự bị còn có chương trình số 9 năm nay, Andre the và bàn thắng thứ tư mọi thời đại của Duke Kyler Singer. Đội Piston Cup này, năm nay hoàn toàn có cơ hội xông vào vòng tứ kết. Trận mở màn này, Piston Cup sẽ khống chế trận đấu, giành thắng lợi. Hứa Tân khinh miệt cười, chợt nghe A. À, Smith này nói đạo lý rõ ràng, nhưng tỉ mỉ phân tích tất cả đều là nói nhảm. Nếu thật sự có thể dựa vào thực lực trên giấy định thắng thua, vậy mùa giải này thi đấu cũng không cần đánh, trực tiếp trao giải cho người hồ. Cộng đồng người hâm mộ tên lửa cũng vô cùng náo nhiệt. Trận đấu này chính là đá thử vàng đối với tên lửa, nếu như ngay cả Piston Cup cũng đánh không lại, dứt khoát vứt bỏ trạng nguyên đi, tôi thấy Bennett không tệ hắn có thể giải quyết bệnh nan y của tên lửa đại tiên phong đội bóng này chỉ có hay đần và lâm thư hào đáng mong đợi một chút những người khác thật sự một lời khó nói hết hay đần có thể đánh ra được không tên lửa đổi lấy hắn thật sự quá lớn độ chú ý của người hâm mộ đối với tên lửa vẫn rất cao nhưng cũng đều cảm thấy thấp thỏm bất an đối với hoạt động của đội bóng nhà mình vào mùa hè về phần hứa tân liền thông dong hơn rất nhiều kiếp trước Tên lửa đã dùng đội hình này đánh bại Piston Cup, nghẹn khuất một mùa hè đăng ca bạo chém 37 điểm 12 trợ công, trở thành cầu thủ đầu tiên chặt bỏ 30-10 trong buổi trình diễn đầu tiên của đội bóng. Cho dù trận đấu này có tình huống ngoại ý muốn gì, hứa tân còn có trạng thái nóng bỏng có thể dùng, dù sao trận đấu này nhất định phải có được. Ngày 1 tháng 11 theo giờ Bắc Kinh, sân bóng cung điện Obun Sơn, màn lớn mùa giải mới chính thức mở ra. Trên sân khấu truyền hình trực tiếp, thầy Tô Kiến và thầy Dương Kiến làm khách mời giải thích phân tích trận đấu này. Xin chào các bạn khán giả, chào mừng đến với chương trình truyền hình trực tiếp, trận đấu giữa tên lửa và piston. Thầy Tô Thu An, thầy cảm thấy xu thế trận đấu này thế nào? Dương Kiến hỏi. Mùa giải này tên lửa có thể nói là thay hình đổi dạng, mấy năm trước thời đại diêu mạch, sức cạnh tranh của các lão tướng trong đội không đủ, cho nên mùa hè năm nay đẩy ngã làm lại không mất là hành động sáng suốt nhưng đội bóng không đủ cạnh tranh trên thị trường cầu thủ tự do để thu hút các ngôi sao và thậm chí các ngôi sao hạng hai cũng không muốn đến với rocket đội bóng chỉ có thể ký hợp đồng với lâm thư hào và asiri bằng hai hợp đồng độc dược nhưng đến tột cùng là độc chết người khác hay là độc chết chính mình hay là hai chuyện đúng là rocket đã có thành tích kém trong những năm qua ba năm liên tiếp giành chức vô địch sổ số, số và không có ngôi sao nào muốn đến và xây dựng lại đội bóng của họ để sống sót Dương Kiến Phụ Họa nói. Chương 4 Mở màn chiến khai hỏa, Hà Đần bạo tẩu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hai người này, Lâm Thư Hào là được chúng ta biết rõ. Mới vừa nổi lên sự điên cuồng của Lâm ở New York, nhưng có thể trưởng thành thành nòng cốt của đội bóng hay không, tôi không coi trọng lắm, càng giống như phù dung sớm nở tối tàn. Đương nhiên, hắn tuyệt đối có thực lực đầu tiên. Về phần Asiri, cũng giống như thế, người đàn ông da trắng cao to này ở trên bản phòng thủ bảo vệ cùng đỉnh phòng ngự làm rất tốt, trình độ trung bình của liên minh trở lên. Nhưng tốc độ động tác quá chậm, năng lực hiệp phòng, chống phá rất yếu, đầu tiến công lại càng thiếu thủ đoạn ghi điểm. Nói về hay đần đi. Dương Kiến nhắc nhở. Ha ha, đúng vậy, ta nói theo thời gian. Tô Băng khoan giải thích. Mùa giải này, điều quan trọng nhất đối với rocket là khả năng của đơn. Với tư cách là chương trình thám hiểm năm 2009, Hayden đã tiến bộ mỗi mùa giải. Trong năm cuối cùng của lôi đình, thời gian ra sân 31 phút có thể nhận được 16,8 điểm 4,1 bản bóng rổ 3,7 hỗ trợ, tỷ lệ trúng mục tiêu là 50, 40, 80. Đổi thành 36 phút, chính là 19,5 phút 4,8 bản 4,3 hỗ trợ nhưng kỳ thật như vậy xem như không chính xác, địa vị của hay đần trong đội bóng tên lửa rõ ràng cao hơn thời lôi đình, số lần ra tay của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Vấn đề bây giờ chính là, khi quyền bóng tăng lên, áp lực phòng thủ đương nhiên cũng sẽ tăng lên, hay đần còn có thể bảo trì hiệu suất tấn công như vậy hay không? Vâng, cảm ơn thầy su chấm chan đã chia sẻ, trận đấu sẽ bắt đầu ngay, sau khi quảng cáo, sẽ quay lại ngay, chúng ta sẽ gặp lại sau. Dương Kiến nói. Các cầu thủ đến giữa sân. Nhìn danh sách đầu tiên của hai bên, bên tên lửa, Hayden và Lâm Thư Hào bắn hai phát ở hậu trường, Asiri bắn năm, mũi nhọn không dùng Parson như dự đoán trước đó, mà chọn Patterson và Modric. Đó là một chút bất ngờ, mặc dù Parson là một chương trình vòng 2, thay thế Jay giờ với tư cách là tiền đạo xuất phát nhỏ của Rocket chỉ sau 6 trận mùa trước, bắt đầu mùa giải và trở lại băng ghế dự bị một lần nữa. Tô băng khoăn có chút khó hiểu. Có thể là Modric nhỏ đã tiến bộ, dù sao cũng là chương trình vui vẻ. Dương Kiến phân tích, tiếp tục giới thiệu đội hình của Piston Cup. Bên Piston Cup, đúng như dự đoán trước trận đấu, Monroe, Knight, Rinser, Starkey, Hinler. Piston Cup có ưu thế trong nội tuyến, năng lực vận động và trình độ ném rổ của tên lửa trên mũi nhọn tốt hơn một chút, điểm mấu chốt vẫn là thư hào có thể xứng đôi với Knight hay không. Stark có thể hạn chế hay đần hay không, tin rằng trận đấu sẽ rất đặc sắc. Tô Hoài một câu nói toạt ra mấu chốt của vấn đề. Trên sân, cầu thủ hai bên chuẩn bị xong, vòng giữa nhảy bóng. Hayden đần ở hậu trường bên mình kéo dài, ánh mắt kiên nghị. Tiếc. Trận đấu bắt đầu, trọng tài chính ném bóng rổ lên không trung, Monroe càng tốt hơn, nhẹ nhàng buông cánh tay vượn, đẩy bóng cho Brandon Knight. Sau khi Knight nhận bóng, nặng nề chụp được, làm một động tác bóng đường đặc sắc, vận chuyển bóng qua nửa sân. Monroe nhắc tới 45 độ ngoài vạch 3 điểm đã làm một cái yểm trợ không bóng cho Stuck, Nair ra bóng cho Stuck đang vòng qua yểm trợ, làm sao hay đần chen qua yểm trợ của Monroe, nhanh tay lẻ mắt cắt đứt bóng rổ. Lập tức ra roi thúc ngựa dết về phía rổ đối phương, bang. Một cú rìu đánh trúng, giành được điểm vận động chiến đầu tiên trong sự nghiệp tên lửa. Khiến cho người hâm mộ tại hiện trường một trận kinh hô hôm nay độ chuyên chú của hay đần rất cao, tinh thần cũng không giống nhau. Tô băng khoan cảm thán nói. Staki có chút mơ hồ, có chút trở tay không kịp. Không nghĩ tới hay đần thoạt nhìn có chút lười nhát lần này lại tích cực phòng ngự như thế. Nay lần thứ hai vận chuyển bóng đẩy mạnh, chiến thuật tương tự lại đến một lần nữa, lần này Stark tiếp bóng thành công, thuận thế cho Monroe vừa mới hoàn thành yểm hộ sau lưng. Môn la tiếp bóng hướng vào trong một bước trực tiếp khởi động, tộc Asiri rớt lại phía sau nửa người, từ phía sau quấy nhiễu cú úp rổ của Môn La. Môn La không thể úp rổ, nhưng tiếng còi trọng tài vang lên, tộc Asiri lĩnh được phạm quy đầu tiên. Monroe bước lên vạch phạt, thông qua đập bóng tìm tiết tấu, điều chỉnh hô hấp, ra tay, hai phạt trúng một. Bên này Lâm Thư Hào tổ chức tấn công, hay đần đứng ở góc dưới bên phải, tùy thời mà hành động. Lâm Thư Hào vẫn bóng đến đỉnh cung, liếc mắt nhìn hay đần một cái hay đần ngầm hiểu, giả vờ cắt không dưới rổ. Nhìn thấy Starkey làm ra động tác phòng ngự về phía sau, hay đần khẽ mỉm cười, ngược lại chạy lên mạng, mượn sự yểm hộ của Patterson, tìm được một chỗ trống ở 45 độ bên phải. Thư hào bên này đến bóng đến, hay đần sau khi tiếp bóng không cần điều chỉnh, dương cung đáp tên, ba điểm trúng mục tiêu. Tư tháp cơ có chút ảo não, tiếp tục đối đầu với hay đần, nhìn không được mở miệng nói. Huynh đệ, không cần liều mạng như vậy chứ, vòng đấu thường quy mà thôi. Hay đừng không trả lời, chỉ lắc đầu. Điều này kích thích lòng háo thắng của Stark, hắn tốt xấu gì cũng là thái tử cơ của Seth công phòng hai đầu bị nghiền ép như thế, hắn không cần mặt mũi. Hắn dương tay muốn bóng, ý bảo kéo ra không gian, hắn phải đáp lại, đơn đã đọc đấu cấp đăng. Hay đừng chọn xong vị trí phòng thủ, gian rộng hai tay, sẵn sàng đón địch. Stark hai tay cầm bóng, hạ thấp trọng tâm, tay phải vận bóng đột tiến về phía trước bên phải, thành công lắc lư trọng tâm của Hayden, lập tức kéo lại, tiếp tục đột phá sang bên trái. Hayden phản ứng không kịp, bị vượt qua, nhưng Modric thu hồi kịp thời, chắn trước mặt Stark. Prinser ở góc dưới cùng bị bỏ trống, giơ tay đòi bóng. Dư quan thấy được cơ hội tư tháp cơ bất vi sở động, cố ý làm một mình, hắn đón phòng thủ của tiểu mạc, giảm tốc độ, toàn lực nhảy lên, rút tay ra ném rổ không trúng, bóng rổ đập vào khung mà ra. Asiri chiếm thế thượng phong trong vị trí phòng thủ với Monroe nhận lấy bản bóng rổ truyền cho Lâm Thư Hào. Thư Hào sau khi cầm bóng đẩy nhanh phản kích, nhanh như chớp dết tới tiền tràng. Đối mặt với Na Quay về phòng thủ kịp thời, cũng không lựa chọn tấn công rổ mà là cho Hay Đần theo vào bên phải, thời cơ truyền bóng vừa đúng. Hay Đần không cần điều chỉnh bước chân, trực tiếp đứng lên ba bước đối mặt với sự nghiêng bổ sung phòng ngự, Knight đứng vững bên ngoài khu vực va chạm hợp lý, bước lên rổ ở châu Âu, thành công tránh được Knight, đánh bóng vào rổ. 7. 1 Tên lửa giành được khởi đầu mộng ảo. Nai cầm quả bóng rổ lên, dùng sức vỗ một cái, có chút buồn bực. Thái tử cơ này đang làm gì a? À? biết rõ núi có hổ, nghiêng về núi hổ đi. Huấn luyện viên trưởng Michael Curry nhìn thấy cầu thủ tâm tình có chút sa sút vội vàng kêu tạm dừng đơn đã ném 3 cú 3, ông trọn 7 điểm đầu tiên của đội và dừng piston cook. Dương Kiến rất thích hợp giải thích. Hôm nay trạng thái của Hayden rất tốt, kỳ thật hắn vừa mới đến Hao Sơn ngày hôm qua, liền ngựa không dừng vó cùng đội bóng viễn chinh đi trôi. Có thể thể hiện ra trạng thái thi đấu xuất sắc như thế cũng là ngoài dự liệu của tôi. Tô Sang tán thưởng nói. Xem ra mùa hè này Hayden quả thật rất ngột ngạt, cần phải phát tiết ra ngoài. Dương Kiến vừa cười vừa nói. Hứa Tân ngồi trong ghế lô, nhìn thấy khởi đầu hoàn mỹ của Hay Đần, cảm xúc dân trào, âm thầm hạ quyết tâm, không thể để Hay Đần lãng phí thời gian trong tên lửa, nhất định phải xây dựng một vương triều. Chương 5 Trang thần đăng tràng, Pit tông phản công. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sau khi tạm dừng, trận đấu tiếp tục. Chúng tướng Piston cúp điều chỉnh tốt cảm xúc, dựa theo chiến thuật mà huấn luyện viên trưởng bố trí triển khai tiến công brandon knight giơ tay ra hiệu monroe đứng lại knight mượn sự ngăn cản của monroe thành công thoát khỏi lâm thư hào lập tức nhảy dù ở cự ly trung bình bước chân của tộc assyri di chuyển tương đối chậm chạp giơ hai tay lên cũng không gây ra quấy nhiễu hữu hiệu bá bóng rổ rỗng ruột vào lưới lâm thư hào tiếp tục vận bóng qua nửa hiệp xem ra tên lửa giao nhiệm vụ tấn công cho Thư Hào, như vậy cũng đúng, Lâm Thư Hào phụ trách tổ chức tấn công, hay đần phụ trách ghi điểm, hai người phân công rõ ràng. Tô bằng khoan phân tích. Lâm Thư Hào cũng kêu một chiến thuật ngăn chặn, Asiri đề cập tới, Monroe cũng không phòng ngự được. Bất đồng chính là, sau khi Thư Hào thoát khỏi phòng thủ vẫn chưa lựa chọn ném rổ ở khoảng cách trung bình, mà là một Monroe tăng tốc vượt qua vị trí đứng không cao không hạ, hướng dưới rổ dết tới. Rinser vội vàng co rút lại hiệp phòng dưới rổ, giơ hai tay lên chuẩn bị quấy nhiễu Thư Hào lên rổ, nào ngờ Thư Hào vẫn chưa lựa chọn tấn công rổ, cổ tay nhẹ nhàng rung lên, chia bóng cho tiểu Modric ở góc dưới cùng không người trông coi. Khoảng cách Modric gần nhất chính là Thái tử cơ, hắn liếc mắt nhìn hay đần, do dự có nên đi bổ sung phòng ngự hay không, một chút do dự này, cho Modric một giây đồng hồ điều chỉnh thời gian. Modric kiên quyết ra tay. Bá! bóng rổ rỗng ruột vào lưới, ba điểm trúng mục tiêu. Hứa Tân hài lòng gật đầu, Thư Hào làm rất khá, tạo ra cơ hội tương đối tốt cho đồng đội, như vậy, đám người tiểu mạc mới đáng giá mà. Quay đầu lại, Nai cũng không nổi giận, chiến thuật tương tự lại đánh một lần nữa, ném rổ ở khoảng cách trung bình lại trúng. Thư Hào giơ tay phải lên, vỗ vỗ lòng ngực của mình, ý bảo với đồng đội đây không phải là vấn đề của hắn. Hay đừng đi tới nói lần sau đi lo cút vòng qua, nat bình thường ba phần, có thể thử ném một cái trước. được rồi. thư hào nghiêm túc gật đầu. ách khắc phát điểm mấu chốt, lần này vẫn là thư hào đẩy mạnh. qua nửa hiệp, hay đần chủ động đòi bóng, sau khi thư hào tiếp bóng nhanh chóng chạy về góc dưới, mang người phòng thủ đi, kéo dài không gian. hay đần trái phải tay dưới háng vận bóng, điều chỉnh tiết tấu, staki không dám chậm trễ, ngừng thở sẵn sàng đón địch hay đần đột nhiên khởi động, đột phá về phía trước bên trái, sẽ tắt phản ứng nhanh chóng, di động về phía tay phải của mình ngăn cản hay đần đột tiến. Nhưng sau khi hay đần hạ bóng, tiếp nhận một biên độ cực lớn, đem trọng tâm điều chỉnh trở về bên phải, tay phải vận bóng đột phá. Staki không ngừng điều chỉnh trọng tâm, tiếp tục ngoan cường theo phòng ngự. Hay đần thấy thế thắng gấp một cái, lùi về phía sau đem bóng trở lại tay trái. Starkey đáng thương trong đầu muốn nhào về phía trước phòng ngự, nhưng mắt cá chân đã ở tại chỗ, ngã xuống. Sau khi hay đần thu bóng, nhìn chầm chầm vào Starkey một giây. Đợi đến khi Starkey một lần nữa đứng dậy, làm bộ muốn tiến lên đóng nắp, mới ném bóng ra. Bá! Bắn trúng, 12.5. Stark khóc không ra nước mắt, đầu tiến công không hề có thành tích không nói, đầu phòng thủ hoàn toàn trở thành máy rút tiền, nền tảng của Hayden địa vị đội bóng vốn có chút tràn ngập nguy cơ, lần này phỏng chừng sẽ hoàn toàn bị Nike thay thế. Piston Cup bên này, đồng dạng chiến thuật đánh 3 lần, lúc này đây, Thư Hào lựa chọn Go Under, đi lo gút, thấy thế, chần chờ một chút, vẫn là lựa chọn 3 phần ra tay. Quả nhiên, bóng rổ đập vào khung mà ra, hay đần nhận lấy bản bóng rổ, vận chuyển bóng đẩy phản kích. Piston Cup lần này lui phòng rất đúng lúc, cũng không ngờ hay đần vận chuyển bóng tới, ở ngoài vạch ba điểm một bước, trực tiếp lựa chọn ra tay. Bá. Bóng rổ rỗng vào lưới, 15.5. Sau khi bóng vào, toàn bộ sân bóng đều an tĩnh lại, toàn bộ khán giả nhìn bộ râu quai nón lạnh khốc này. Đây chính là buông ra hay đần sao? Khủng bố như vậy. Bên Piston Cup, Nát lần này không lựa chọn ngăn chặn, mà chỉ huy động đội hạ cánh, sau khi Monroe ở vị trí nội tuyến, Nát ra bóng cho Monroe một đánh một sau khi Monroe nhận bóng, quan sát vị trí phòng thủ của tên lửa. Trong lòng không khỏi khẽ ồ một tiếng, đám người này dĩ nhiên không có lựa chọn hiệp phòng, ta đây liền bêu xấu. Monroe chủ động phát lực ngồi vào trong. Thình thịch, thình thịch. Lưng đánh vài cái, phát hiện lực lượng của con gấu trắng lớn này vượt quá tưởng tượng của mình, hoàn toàn đánh không nổi. Monroe đang muốn truyền bóng ra thì trạm gác trọng tài vang lên, sau lưng 5 giây vi phạm quy định, tên lửa cầu thủ đội Piston Cup có chút mơ hồ, không biết mình muốn làm gì. Vừa rồi tạm dừng hiệu quả không lớn. Tô Hoài cảm thán. Lúc này đây, hay đần vận chuyển bóng qua nửa trận, sẽ tắt một tấc cũng không rời, giống như râu quai nón trước mắt này có thể ghi điểm ở bất cứ vị trí nào trong nửa trận. Patterson tiến lên yểm trợ, hiền hô to nhắc nhở. Stark vô cùng cảnh giác, hắn quyết định nhất định phải vòng qua ngăn chặn, không có biện pháp, hay đần hôm nay, xúc cảm quá mức nóng bỏng. Ha bắt đầu và rơi bóng về phía Patterson. Stark phán đoán trước, chen qua trước nửa bước. Ai ngờ hay đần làm một cú in ố út, bóng rổ trở lại bên tay trái, Starkey bổ nhào vào khoảng không. Tân cách lạc ở một bên nhanh chóng bổ sung phòng ngự, Stark cũng từ bên phải đuổi theo phòng ngự trở về. Cổ tay hay đần rung lên, truyền bóng cho Patterson. Môn la dưới rổ muốn bổ sung phòng ngự, Bất đắc dĩ bị tộc Asiri ngăn cản nghiêm ngặt. Patterson tự nhiên vui vẻ nhận đại lễ như thế. Bang. Hai tay nắm chặt. 17 năm. Tích. Trận đấu vừa mới 5 phút, huấn luyện viên trưởng đội Piston Cup bất đắc dĩ phải tạm dừng trận thứ hai. Các cầu thủ Piston ủ rũ đi về phía ghế dự bị. Kỳ thật mấy hiệp này đã phòng ngự rất cố gắng, nhưng hôm nay cảm giác của Hayden thật sự quá tốt, trong vòng 5 phút tên lửa lại không ném mất bất kỳ quả bóng nào, hôm nay đội Piston Cup không dễ đánh. Dương Kiến nói, sau khi tạm dừng trở lại, Piston thay Starkey và chuyển sang chương trình số 9 năm nay, Andre Drummond. Đội Piston Cup hiện tại cần gấp đạt điểm, vị trí số 4 của đội tên lửa là phòng thủ yếu, Drummond lên đây, nhằm vào Patterson, có thể đánh thêm mấy cái. Tô băng khoan phân tích. Trên sân, nai trời bóng qua nửa hiệp, đội piston dọn sạch một bên, chỉ để lại Drummond ở bên yếu một chọi một. Sau khi Drummond nhận được bóng, xoay người ngồi vào trong, Patterson rõ ràng chịu không nổi, tiếc bại lui. Drummond ngồi xuống một chỗ rất sâu dưới rổ, nửa người ngoắt tay, bóng rổ lão đảo rơi vào rổ. 17-7 Nhưng quay đầu lại, Hayden dựa vào tấm chắn của Patterson, sau khi vận chuyển vào trong hai bước, trả bóng lại cho Patterson sau khi tấm chắn được tháo ra. Patterson tiếp bóng sau, trước mặt 2 mét mở ra ngoài không một bóng người, điều chỉnh thoáng một phát, 3 điểm ném ra, bóng rổ rỗng rụt vào lưới. 27. Huấn luyện viên trưởng đội Piston Cúc Cao Mày, được, hai người này tạm dừng là kêu không công. Nhưng còn có thể gọi thêm một cái sao? Hầu như không có huấn luyện viên nào sẽ chọn tạm dừng 3 lần trong hiệp 1. Đổi người khác thử xem. Trong kho nhìn về phía ghế dự bị, đám dưa leo nước táo này rất khó dùng. Ngay khi trong kho do dự, thế tấn công của đội Piston Cup đã ấm lại. Dựa vào ưu thế nội tuyến của Monroe và Drummond, Xét thông qua tấn công nội tuyến và bản bóng rổ lần thứ hai nhiều lần thành công. Chương 6 Nửa trang kết thúc, không tưởng tượng được thiên về một bên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhưng phòng thủ, bước chân hai người di chuyển hơi chậm, phòng không được hay đần và Lâm Thư Hào dẫn đường ngăn chặn. Patterson ở ngoài vạch 3 điểm, Deadman căn bản phòng không được. Patterson nắm chắc cơ hội, liên tục nổ súng ngoài vạch 3 điểm, 3 điểm 2, lấy được 6 điểm. Bên này tiêu hao bên kia, trên lệch điểm giữa hai đội chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại càng kéo càng lớn. Trận đấu đầu tiên chỉ còn 2 phút, tỷ số đến 30 giờ 13 Chủ lực nhau nhau xuống sân. Trong lúc so đấu đội hình 2, đội Piston cục chiếm một chút ưu thế. Caderon với tư cách đội bóng đại não bàn sóng đội bóng tiến công, The Roman rốt cục có thể ăn được bánh lớn, biểu diễn hai lần bạo khấu. So ra, bên tên lửa hay đần và Lâm Thư Hào đều không ở trên sân, năng lực của Tony Dulac tương đối bình thường, ngược lại chandler Parson chật hiện, biểu hiện không tầm thường trong việc sâu chuỗi đội bóng. Trận đấu đầu tiên kết thúc, tên lửa dẫn đầu lúc 33 giờ 19 Hiệp thứ hai bắt đầu, đội Piston Cup một lần nữa thay thế Stark đã làm tốt công tác xây dựng tâm lý, kỳ thật năng lực của hắn là có. Đối mặt với hàng phòng ngự của Delfino, Sutuki đã thể hiện khả năng thể thao tuyệt vời và trình độ bắn súng. Ở đầu tiến công càng đánh càng tự tin, trái lại tên lửa bên này, tiến công cắt điện, chỉ có thể dựa vào passion đánh linh tinh. Bốn phút sau, đội Piston Cup đánh ra một đợt cao trào nhỏ lúc 12 giờ 5 điểm số tiếp cận đến 38 giờ 31. Mạch khắc hải nhĩ thấy tình thế không ổn, một lần nữa thay hay đần. Starkey đang đánh đến cao hứng, cảm giác mình có tâm, nhìn lại, râu quai nón một lần nữa mặc giáp ra trận, nụ cười động lại tại chỗ, người này làm sao nhanh như vậy đã trở lại. Hay đần trở lại sân khống chế tiết tấu tấn công của đội bóng, công việc này hắn rất quen thuộc, trong thời kỳ lôi đình, đoạn tiếp nối chính là do hắn quyết định. Chậm rãi vận chuyển bóng qua nửa hiệp, Stark bám sát phòng ngự, một tấc cũng không rời. Trong ánh mắt hay đần không gợn sóng, thật giống như nắm chắc phần thắng cuối cùng của trận đấu, buông tha tiếng công tiêu hao hết thời gian. Staki thấy thế thử đưa tay móc bóng, hay đần chờ chính là lần này, một bước do dự, lại tăng tốc trong nháy mắt hất Starky ra, dết về phía rổ. Staki bên này thậm chí còn ở trên cướp, phản phất trong tay có một quả bóng rổ tàn hình, muốn hạ nhanh công. Tốc độ của hay quá nhanh, cánh của đội Piston Cup không kịp hiệp phòng, chỉ có Raymond canh giữ ở gần ranh giới cuối cùng bổ sung phòng ngự lại đây. Raymond người cao ngựa lớn, năng lực đối kháng vô cùng xuất sắc, hoàn toàn không giống một tân binh. Tuy chiều cao của hai đần thấp hơn 10cm, nhưng năng lực đối kháng hoàn toàn không tệ, đón phòng thủ của Deadman, tay trái lên rổ. Lời bài hát En quan các đồng đội trên ghế dự bị nhau nhau đứng dậy vung khăn mặt, biểu tình hay đần khoa trương, Hai tay căng thẳng, ưỡn ngực, tạo hình lõm vào mười phần cảm giác lực lượng. Derumon cùng Staki liếc nhau một cái, chỉ có thể cười khổ, hôm nay Đơn không thể ngăn cản. Phạt bóng vững vàng trúng mục tiêu, chênh lệch điểm một lần nữa trở lại hai chữ số. Hiệp tiến công kế tiếp của Piston Cup, đồng đội lựa chọn tiếp tục tin tưởng Stak, nhưng thái tử cơ có chút không tin mình, sau khi cầm bóng có chút do dự. Derumon thấy thế liền kéo lên ngăn cản Stak. Starkey mượn yểm hộ bày ra phòng ngự đuổi theo của Hayden, chuẩn bị nhảy lên ném rổ ở khoảng cách trung bình. Nhưng tốc độ dưới chân mạc thái du thay thế bổ sung của tên lửa nhanh hơn nhiều so với Asiri, sau khi Stark nhảy lên phát hiện một bàn tay to lông xù màu trắng che lại. Hắn ở trên không trung do dự, muốn ném lại muốn truyền, còn không đợi suy nghĩ cẩn thận, người đã sắp rơi xuống đất, trong lúc hoảng loạn, hắn ném bóng cho Drummond đang muốn đi liệu mạng đoạt tấm bảng trước sân đáng thương lực chú ý đều ở trên rổ không nghĩ tới bóng rổ vốn nên đập vào khung ra cũng không có xuất hiện ngược lại đập vào gáy hắn Derumon bị một kích đột ngột này đập cho ruột cổ lại nằm nếp nhăn trên cổ biểu đạt đầy đủ sự bất mãn của hắn đối với thái tử cơ ném một cái rổ có thể ném lên gáy hắn cũng thật sự là say rồi hay đơn thuận thế nhận được bóng rổ bắn ngược trở về một mạch bằng phẳng đánh về phía trước trong vạch phạt bóng hai bước nhảy lên vung tròn cánh tay phải. Bang. Tô hốc chặt. Bóng này của Stark đánh quá do dự, trước khi làm động tác không nghĩ ra phải làm gì. Nhảy lên truyền bóng là tối kỵ của sân bóng, hay đần phản kích úp trổ, có hơn phân nửa công lao của Stark. Tô Bang khoan nói. Derumon vẻ mặt khó hiểu, mở hai tay ra. Huấn luyện viên trưởng đội Tiston Cup ở dưới sân cũng trận mắt há hốc mồm, nhìn Starkey chơi bóng, thật sự là vừa nhìn một cái không lên tiếng. Mắt thấy lại muốn sụp đổ, chỉ có thể kêu người thứ ba tạm dừng. Tạm dừng trở về, không hề ngoài ý muốn, sẽ tắt lại bị thay thế, cuộc tranh tài này nếu như hắn không điều chỉnh được, cũng chỉ có thể xuất hành sai ngọn núi. Hai đội chủ lực lục tục trở về, tình cảnh lại biến thành Piston bị đánh. Piston cúp bên này, dựa vào Prinser cắt không và ba điểm, vãn hội một chút thể diện mà tên lửa thì một lần nữa do Lâm Thư Hào chủ đạo tiến công, trung tâm đội bóng đều là viện trợ mới, chiến thuật đánh tương đối đơn giản, phần nhiều là dựa vào năng lực cá nhân của đội viên. Thư Hào mấy lần thông qua ngăn chặn phá hủy đột phá phân bóng tìm được Modric cùng Patterson bị bỏ trống, hai người tay không mềm, liên tiếp trúng ba điểm. Hayden cũng có thể thông qua yểm hộ không bóng tìm được chỗ trống, hôm nay xúc cảm thật sự quá tốt, hơn nữa năng lực phòng thủ của hắn ở tân cách lạc tương đối bình thường, hắn đang tiến công cứ lấy cứ cầu. Nửa hiệp đấu kết thúc, đội rốc két 66.39, dẫn trước 27 điểm. Vốn là trận đấu gà mổ lẫn nhau, không ngờ lại nghiêng về một phía. Phan hâm mộ sân nhà rất không hài lòng, uống rượu ngược, thậm chí, nửa trận kết thúc liền rời khỏi sân bóng, trận đấu này, liếc mắt nhìn nhiều một cái đều là làm cho mình ngột ngạt. Không phải Piston đã chơi rất tốt trước mùa giải sao? truyền thông cũng đều nhao nhao cổ vũ tổ hai người nết Monroe của đội piston cup nói cái gì đi tròi cũng có tổ hợp ok của mình đau thật súng thật đánh mới phát hiện ồ cái trắm a mấy nhà vui mấy nhà buồn bên tên lửa ý chí chiến đấu tăng vọt hay đần và lâm thư hào đều đánh ra trình độ mình nên có nhất là hay đần nửa hiệp 13 ném 9, trong đó 3 điểm 5 ném 3, phạt bóng 3 phạt toàn bộ chặt bỏ 24 điểm trong phòng truyền hình Dương Kiến và Tô Kiến phân tích tình hình nửa trận đấu. Nửa hiệp đầu của Hayden thật sự quá hiệu quả, có thể nói là không thể chê vào đâu được. Huấn luyện viên trưởng đội Piston Cup phải nghĩ biện pháp, hiện tại xem ra, dựa vào một người phòng ngự một mình hay đần chính là đang cho điểm. Tô Hoài nói. Nhưng là nếu như bao vây hay đần, hỏa tiễn bên này những người khác trạng thái cũng rất xuất sắc, liền nửa trận đầu đến xem, Patterson cùng Modric phân biệt chặt bỏ 15 điểm hai người ba điểm bóng tổng cộng 12 trúng 8. Dương Kiến nhắc nhở. Vâng, đó là một vấn đề khó khăn, lý do tại sao Ha Đơn không chỉ có khả năng ghi bàn tuyệt vời mà còn có khả năng ghi bàn tuyệt vời. Bao giáp cáp đăng chỉ có thể hạn chế điểm số của hắn, nhưng muốn bức bách hắn dựng bóng sai lầm, lấy tài nguyên phòng thủ hiện tại của Sét Tân mà xem là rất khó làm được. Trong lời nói của Tô Hoài không kiềm chế được sự tán thưởng đối với Hayden. Vậy thầy Tô băng khoan cảm thấy rốt cuộc có cần bao kẹp hay không dương kiến tiếp tục hỏi tận gốc trễ nếu không hãy để ha đơn tiếp tục chơi như thế này rất có thể ba hiệp sẽ kết thúc tôi cảm thấy có thể thả lỏng lâm thư hào thích hợp thử thách lâm thư hào ném rổ dục vọng đạt điểm của lâm thư hào ở nửa hiệp đầu cũng không mạnh xúc cảm của hắn trong trận đấu này như thế nào còn chưa biết được giống như hai ly nước phải chọn một một ly thuốc độc một ly không biết người thông minh nhất định sẽ chọn thử ly không biết này. Phân tích của Tô Triết vô cùng sinh động. Chương 7 Trận đấu mùa giải khởi đầu tốt đẹp, cầm xuống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong phòng thay quần áo, Piston cúp chúng tướng từng cái ủ rũ, huấn luyện viên trưởng nhìn thấy mọi người bộ dáng nín thở mang nén giận, giận dữ quát. Một đám đồ chơi xong đời, các ngươi nửa trận đầu đang đánh cái gì? Một đống cứt cho giống nhau trận đấu có thể thua nhưng không thể thua đến không có cốt khí đối diện cũng là người trẻ tuổi các ngươi kém hơn bọn họ sao lấy ra ý chí chiến đấu của các ngươi cho dù thua cũng phải ngẩng đầu rời đi nhưng chúng ta căn bản không hạn chế được hay đần Staki yếu ớt trả lời vừa rồi nói nhất là ngươi thông thường phương thức phòng không được hay đần ngươi làm hắn nha ngươi đừng để cho hắn dễ dàng nhận được bóng lên đối kháng cho dù bồi thường phạm quy cũng không sao cả, để cho hắn mỗi một điểm đều vô cùng gian nan. Những người khác, sau khi hay đần vận chuyển quả bóng đầu tiên, đi lên bao vây, ép hắn dừng bóng. Trong điểm phong tỏa tuyến đường truyền bóng của hắn cho Patterson và Modric, điểm này Lâm Thư Hạo có thể bỏ trống. Lấy nay, Monroe, The Roman cầm đầu một đám người trẻ tuổi chăm chú nghe huấn luyện viên chỉ đạo cùng bố trí, ngẩng đầu lên, lấy lại ý chí chiến đấu, yên tâm đi, huấn luyện viên, các huynh đệ, nửa hiệp sau buông ra đánh, đều thua nhanh 30 điểm, còn có cái gì gánh nặng đâu. Nike truyền cảm hứng cho cả đội. Nhưng thật sự như Nike nói, không thể kém cỏi hơn sao. Đối với trận đấu đêm nay mà nói, tự nhiên sẽ không. Nửa hiệp sau vừa mới bắt đầu, Piston Cup đã bị cảnh tỉnh. Hay đần liền liên tục gây khó dễ, phản kích, ném trúng, ba phần mọi thứ đều có. Mấu chốt là chiều cao 1,96 của hắn, triển lãm cánh tay 2,10, chiều cao sân sau và sườn của đội Piston Cup, bao vây lên, rất khó gây nhiễu cho bóng ra của Hayden. Mà Lâm Thư Hào bị lựa chọn để trống, rất không chịu thua kém ném trúng toàn bộ hai điểm bên ngoài vạch 3 điểm. Tuy rằng Piston Cup bên này cũng có thể dựa vào năng lực cá nhân của Nike đạt được điểm, nhưng trên lệch điểm vẫn chưa thu nhỏ lại, ngược lại càng kéo càng lớn. Càng nguy hiểm hơn chính là, nửa hiệp sau huấn luyện viên trưởng Michael Haley lựa chọn thay phiên sớm, thay Lâm Thư Hào trước thời hạn, thay bằng xạ thủ Argentina Delfino. Trên sân ngoại trừ Asiri, bốn người khác đều có thể ném ba điểm, phòng tuyến của đội Piston Cup được cái này mất cái kia, sức cùng lực kiệt. Ba hiệp kết thúc, điểm số đi tới 102 giờ 69, hoàn toàn mất đi hồi hộp. Hiệp thứ tư bắt đầu, huấn luyện viên trưởng đội Piston Cup được điều lên đấu thêm 5 phút nữa. Bên phía tên lửa, Mạch Khắc Hải Nhĩ lựa chọn tin tưởng Lâm Thư Hào. Trên sân, Lâm Thư Hào hợp tác với Mạc Thái Du Nút, Jones, Parson và Delfino. Đối mặt với chủ lực Piston Cup có chút vô tâm ham chiến, đánh có tới có lui, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đặc biệt là Mạc Thái cùng Jones thoạt nhìn càng thêm thích ứng tiết tấu trận đấu, so với nửa trận đầu phát huy mạnh hơn rất nhiều. Trong phòng bao hứa tân uống sâm banh, khóe miệng hơi nhếch lên, đối với mấy người trẻ tuổi này rất là hài lòng. Đối với trợ lý ngồi ở một bên nói. Sau khi trận đấu kết thúc, liên hệ với bộ phận truyền thông và đội ký, chú trọng khen ngợi tên lửa lục tử, nói bọn họ trưởng thành nhanh chóng, sẽ là hy vọng phục hưng đội bóng. Tên lửa lục tử. Trợ lý có chút khó hiểu. Đúng vậy, Hayden, Lâm Thư Hào, Parson, Modric, Patterson, Asiri. Được rồi, quản lý. Bảy phút cuối cùng của hiệp thứ tư, trận đấu hoàn toàn trở thành thời gian rác rưởi, song phương đều thay cầu thủ biên giới. Trong sân bóng cung điện Obun Hiu hầu như đã không còn nghe thấy tiếng cổ vũ của người hâm mộ đội chủ nhà. Đối với bọn họ mà nói, đội chủ nhà chờ đợi cả mùa hè, trận đấu đầu tiên đã bị đội tên lửa trùng kiến, không đến nửa trận đã tốn hết thời gian, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà những người trẻ tuổi trong đội bóng này dường như làm cho mọi người không nhìn thấy hy vọng cuộc khởi. Thời gian trôi qua, trận đấu kết thúc, điểm số cuối cùng dừng lại ở 128 giờ 100, tên lửa nên đón khởi đầu tốt đẹp. Hay đừng tham gia trận đấu đầu tiên của tên lửa, biểu hiện hoàn toàn vượt quá mong đợi của mọi người, ra sân 28 phút, 22 ném 15, 3 điểm 7 ném 5, phạt 6 phạt 5, chặt bỏ 40 điểm 5 bảng bóng rổ 12 trợ công trận đấu này Lâm Thư Hào thể hiện nhiều hơn một mặt truyền bóng của mình, lấy được 12 điểm 12 trợ công. Patterson và Modric khiến người ta rất ngạc nhiên. Với tư cách là quán quân 3 năm liên tiếp của tên lửa, hai người phát huy trong một hai mùa giải qua có thể nói là tạm được. Nhưng trận đấu này làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, bọn họ tự hồ tiến bộ, tiến bộ rất nhiều. Tuy rằng không có tiềm năng đương gia ngôi sao bóng đá, nhưng tính nắm chắc ném rổ ở đầu tiến công có tăng lên rất lớn phòng thủ cẩn trọng thiên phú trạng thái tỉnh của hai người cũng là bọn họ sẽ không trở thành lỗ hổng phòng thủ cơ bản cầu thủ như vậy là có tiềm năng trở thành tam đương gia thậm chí là nhị đương gia trong phòng truyền hình tô kiến và dương kiến rất vui vẻ làm bình luận viên đương nhiên là không thể có khuynh hướng đối với hai đội thi đấu đây là không chuyên nghiệp nhưng trong nội tâm là hy vọng hỏa tiễn đội có thể thủ thắng. Dù sao đã từng có được hỏa tiễn nổi danh, vô thức trở thành chủ đội trong lòng đa số người hoa hạ thời đại đó. Thầy tô băng khoan phân tích sau trận đấu, cảm khái nói: Phong độ của hai đơn hôm nay thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy mới đến với đội bóng hôm qua. Sáng sớm hôm nay mới cùng các đồng đội đơn giản làm huấn luyện trước khi thi đấu, hắn thậm chí ngay cả một lần hợp luyện cũng không tham gia. Điều này thể hiện chỉ số thông minh bóng rổ siêu cao của Hayden. đơn sự phối hợp giữa hắn và Lâm Thư Hạo cũng ăn ý hơn so với tưởng tượng. Tất nhiên, cảm giác bắn súng nóng bỏng của anh ấy khó có thể tiếp tục trong một mùa giải dài, nhưng chúng ta có thể thấy anh ấy tích cực như thế nào trên sân. Anh ấy chạy mà không có bóng ở cuối tấn công, vượt qua tuyệt vời và đầu vào phòng thủ, những điều đảm bảo rằng Ha Đơn có thể giúp đội bóng giành chiến thắng trong những đêm lạnh giá. Cảm ơn thầy su.chan đã chia sẻ có vẻ như người hâm mộ đã từng bàn tán sôi nổi, có một câu nói như thế nào, ba biểu hiện giả dối của khu vực Tây Nam, tên lửa rất mạnh, bò con rất yếu, gai ngựa rất già, có vẻ như tất cả đều sắp trở thành sự thật. Dương Kiến trêu ghẹo nói. Ha ha, không thể nói như vậy, tiểu ngưu mùa giải này như thế nào còn phải trải qua kiểm tra sân thi đấu, không nhất định sẽ yếu. GDP của Spurs, mặc dù đã già, nhưng vẫn mạnh mẽ như năm đó, và những người trẻ tuổi trong đội dẫn đầu là Leonard, đang phát triển đều đặn và khuôn khổ tổng thể không già. Thầy Tô sang hỗ trợ tìm bù. Trong sân bóng, Hứa Tân đã sớm đứng trong lối đi của cầu thủ, nghênh đón các tướng tên lửa đến. Các cầu thủ lần lượt đi tới, Hứa Tân vỗ tay ông bọn họ, nói lời khích lệ bọn họ. Các chàng trai trẻ rất hưởng thụ, cười to đi vào phòng thay quần áo. Trong phòng thay đồ cũng có những dự án dự phòng. Khi hay đần là người cuối cùng tiến vào phòng thay quần áo, Lâm Thư Hào mai phục ở sau cửa đem một thùng nước đá tưới lên đầu hay đần, các cầu thủ đồng loạt xông lên, vui vẻ chúc mừng. Hứa Tân đứng ở một bên, vẫn chưa tiến lên, nhưng trong lòng càng thêm kiên định quyết tâm trợ giúp hay đoạt giải quán quân. Sau khi trận đấu kết thúc, đội bóng trải qua thời gian tu chỉnh ngắn ngủi, ngựa không dừng vó lao tới Atlanta, đội bóng mùa giải thứ hai, đấu với Diều Hâu. Chương 8 sau trận đấu âm thanh bạn đang nghe tại truyện chấm audio ngồi trên máy bay hứa tân chán đến chết xem truyền thông xã hội à smith bị hung hăng đánh vào mặt hắn chậm rãi nói trước khi thi đấu giờ phút này làm cho hắn thoạt nhìn giống như một tiểu ngủ dưới sự tân bốc cố ý của hứa tân tên lửa lục tử leo lên hot sức diễn đàn phan hâm mộ tên lửa náo nhiệt như lễ mừng năm mới tên lửa cũng có dêm mùa giải đầu tiên đánh quá tốt Đặc biệt là đội hình nồng cốt còn trẻ như vậy, tương lai là của các ngươi. Trời ạ, à, tuyệt vọng một cái mùa hè, chẳng lẽ đội bóng trùng kiến kết thúc rồi? Luận điểm kinh điển, chẳng qua là xúc cảm tốt, ăn sủi cảo thôi, kết cục thua xem các ngươi còn thổi thế nào. Patterson chắc chắn sẽ là tiền đạo xuất sắc nhất của tên lửa trong gần một thập kỷ tới, đừng hỏi tại sao, tôi đã nói. Piston Cup cũng chỉ là một đội bóng, thắng thì có gì mà tự hào này, cái tên trên lầu kia, Piston Cup làm sao vậy, tên lửa mấy năm nay không phải xây dựng lại đội bóng sao. Hơn nữa, không phải thắng, là đại thắng, đại thắng kết thúc ba hiệp. Phan hâm mộ khí thế ngất trời thảo luận, rất nhiều người mừng rỡ như điên đối với trận đại thắng này, nhưng cũng có chút thanh âm cũng không xem trọng. Hứa tân thấy nhưng không thể trách, truy cứu nguyên nhân, tên lửa xa cách vòng tứ kết đã ba năm, để cho người hâm mộ lấy lại lòng tin tuyệt đối không phải một trận đại thắng là đủ rồi, tên lửa còn cần nhiều thắng lợi hơn để chứng minh. Sáng ngày 3 tháng 11, tên lửa tiến hành huấn luyện trước trận đấu như thường lệ. Hứa Tân dậy thật sớm, vẫn là người đầu tiên tới sân bóng. Đội bóng trẻ tuổi, hình thức tốt nhất chính là những người trẻ tuổi tranh nhau đi huấn luyện, đi nâng cao bản thân. Hứa Tân hiện tại phải làm chính là chăm ngòi nhiệt tình cạnh tranh lẫn nhau của các cô. Các cầu thủ lục tục đến sân bóng rất là kinh ngạc cùng đội bóng vị này đồng dạng tuổi trẻ tổng giám đốc chào hỏi cái này ở tiền nhiệm tổng giám đốc cái kia đại bạch mập mạp trên người là tuyệt đối hiếm thấy trong lòng yên lặng hạ quyết tâm lần huấn luyện tiếp theo mình nhất định phải đến sân bóng sớm hơn không thể để cho quản lý chê cười các cầu thủ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng can tiến hành khởi động ném rổ chuyền bóng phòng thủ vị trí và diễn tập chiến thuật tấn công đơn giản bởi vì buổi tối còn có trận đấu thời gian huấn luyện không dài, mục đích chủ yếu là giúp đội bóng duy trì trạng thái tốt. Huấn luyện kết thúc, Mạch Khắc Hải Nhĩ ngồi xuống bên cạnh Hứa Tân, pha sân trạng thái rất tốt, kỳ thật so với Modric, hắn là càng thích hợp thủ phát tiểu tiên phong vị trí này nhân tuyển, còn muốn cho hắn đánh thay thế bổ sung sao? Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể là người thay thế, ta sẽ mau chóng giao dịch. Hứa Tân chém đinh chặt sắt. Được, ta đi nói với hắn, tiểu tử tâm khí rất cao, ha ha. Tiện hỏi một chút, ngươi đã có người chọn chưa? Có, lựa chọn đầu tiên là y qua Đạt Lạp khai quật. Mạch khắc hải nhĩ hiểu rõ trong lòng, y qua Đạt Lạp phòng thủ cường hãn, liều mạng tích cực, tiến công có năng lực cầm bóng đơn đã độc đấu nhất định. Nếu hắn có thể tới, sẽ là trung tâm phòng thủ ngoại tuyến của tên lửa. Y qua Đạt Lạp thật sự có thể tới, chỉ sợ Pa Sơn chỉ có thể đánh dự bị. Mạch khắc hải nhĩ cười khổ nói kỹ thuật không bằng người thì sao, tin tưởng đến lúc đó hắn sẽ tâm phục khẩu phục. Vị trí của tôi đối với sơn luôn là người thứ sáu trong đội hình, đội bóng hiện tại thay thế hậu vệ Tony Dulac năng lực tổ chức không đủ, nếu muốn đội bóng không bị cắt điện ở đầu tấn công, cách tốt nhất là tách rời thời gian thi đấu của Lâm Thư Hào và Harden, một trong hai người phải luôn ở trên sân. Trong khi sơn xuất hiện ở giai đoạn nối tiếp, năng lực tổ chức song song của hắn có thể giúp đơn hoặc Thư Hào giảm bớt một ít áp lực giúp đội bóng tấn công trôi chảy hơn. mạch khắc hải nghĩ như có điều suy nghĩ gật đầu. giống như tê cô gơ hứa tân búng tay. đúng rồi. thời gian đi tới buổi tối, trận đấu hết sức căng thẳng. trận đấu này, hoa hạ vẫn chưa tiếp sống, nhưng vẫn có rất nhiều fan hâm mộ dậy thật sớm, thông qua trang web chú ý trận đấu. hứa tân ngồi trong ghế lô, cũng không lo lắng trận đấu này. hắn hiện tại tự hỏi sự tình là như thế nào để Patterson cùng Modric thoạt nhìn giống như là thật sự luyện ra, hai người bọn họ nhưng là trao đổi bắt lờ chủ yếu lợi thế. Dù sao bắt lờ hiện tại, chỉ là một cầu thủ năm hai, chỉ là một người dự bị, bị lạc nhĩ đặng vững vàng đặt ở ghế dự bị. Trận đấu sắp bắt đầu, danh sách hai bên ra lò. Tên lửa cũng giống như trận đấu, hay đần, Lâm Thư Hạo, Patterson, Modric, Asiri. Đại bàn bên này, An hợp tác với ưng vương Josh Smith trấn thủ nội tuyến, tiền đạo nhỏ là cầu thủ ném bóng Kyler Wang, hậu trường hai phát súng đi vong Harrison, dép Tiger. Đội hình này tiến công vô cùng lưu loát, Harrison và Tiger có thể đột nhiên ném có thể tổ chức, hotford và con ngoan một trong một ngoài là điểm kết thúc ổn định nhất của đội bóng, vấn đề duy nhất chính là ưng vương ăn quyền chơi bóng nhất, hiệu suất của Josh Smith hơi thấp, trạng thái rất không ổn định, lựa chọn ra tay của hắn có đôi khi cũng rất tệ. Nhưng ở đầu phòng thủ, Khoa Ốc Nhĩ tuy rằng rất là ra sức, nhưng làm tiểu tiên phong da trắng, năng lực đối kháng, tốc độ di chuyển ngang của hắn đều tương đối bình thường, đối mặt tiểu tiên phong tố chất thân thể tốt, ở rất nhiều thời điểm cũng là bất lực. Mà trên sân lớn nhất lỗ hổng, ngay tại Haruser cùng tít trên người, đội bóng hậu tràng thật sự là quá thấp, hai người một cái 1.91, một cái 1.88, thân cao lực lượng đều rõ ràng không đủ. Louis William ngồi trên băng ghế dự bị còn thấp hơn, chỉ có 1,85. Những đội bóng khác đối mặt với diều hâu này, về mặt chiến thuật thậm chí sẽ lựa chọn để cho tiểu tử nhà mình đi đến vị trí thấp mạnh ăn. Cho dù dựa theo đấu pháp thông thường, tổ ba người tiên ngoại tuyến của đội lão ưng cũng rất khó phong tỏa hữu hiệu ở tuyến đầu, phần lớn thời gian là bị một bước qua. May mắn Hotford cùng Smith đều là nội tuyến năng lực vận động xuất sắc, hai người cao tiếp ngăn cản bảo vệ nội tuyến của đội bóng. Toàn bộ hai bên đều lên sân khấu, tộc Asiri và Hoắc Phúc Đức nhảy bóng ở giữa, trọng tài chính ném bóng rổ lên thật cao, tộc Asiri chiều cao càng chiếm hữu lúc này đây nhảy lên bóng rổ, đẩy bóng cho Lâm Thư Hào. Tên lửa dẫn đầu triển khai lần tấn công đầu tiên. Nhìn thấy phòng thủ của mình chính là dép Tiger, Lâm Thư Hào tâm huyết dân trào, đầu năm nay hậu vệ khống chế bóng tố chất thân thể kém hơn mình quả thực không nhiều lắm, đối mặt với cục phúc lợi nói như thế nào cũng phải vui vẻ nhận không phải sao lâm thư hào lựa chọn không cần yểm hộ một mình đổi hướng về phía trước liền tránh ra đế cách dết thẳng dưới rổ tiger vốn bày ra tư thế sẵn sàng đón địch ánh mắt kiên nghị động tác tiêu chuẩn nhưng trên thực tế miệng mạnh miệng can sau khi bị lâm thư hào vượt qua thậm chí cũng không có lập tức làm ra phản ứng đem mắt cá chân để lại tại chỗ Smith nhìn Lâm Thư Hào đang dết về phía rổ, lập tức chạy như bay tới bổ sung phòng ngự, cũng không nghĩ tới Lâm Thư Hào giả làm chân truyền, hút thuốc ở góc dưới, Patrick Patterson không người phòng thủ. Patterson tiếp bóng, không cần điều chỉnh, giờ tay 3 điểm, một kích liền trúng. 3, 0. Patterson giơ tay ra ba phần thủ thế, trong quá trình lui phòng vỗ tay chúc mừng Lâm Thư Hào. Thẳng đến khi bóng vào, để cách mới có thể phục hồi tinh thần lại, Phản phất vừa rồi bị Lâm Thư Hào đánh mất linh hồn. Hadriser cầm bóng qua nửa hiệp, Hotford đi lên yểm hộ, tốc độ của Hadriser rất nhanh, mượn yểm hộ thoát khỏi phòng thủ của Hayden, đối mặt với tộc Asiri bổ sung phòng ngự không kịp thời, lơ lửng kéo bóng trở lại vạch ba điểm, nhảy ra tay, động tác rất đẹp, ngoại trừ không vào đều là bóng tốt, bóng rổ đập vào khung mà ra. Patterson nhẹ nhàng nhảy lên, chuẩn bị thu tấm bảng nhưng trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một bóng ma thật lớn, Patterson còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, đã bị ấn xuống. Bang Josh Smith ưng đánh trường không, bổ sung đắc thủ. Ba hai Sau khi rơi xuống đất không quên trống giận một tiếng với Patterson. Hayden và Modric lại đây kéo Patterson đang bị giữ ngã xuống đất. Không có việc gì, huynh đệ, quả bóng tiếp theo ta giúp ngươi chụp lại. Chương 9 làm khách Atlanta, trận đấu mùa giải thứ hai chiến. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hay đừng an ủi. Quả bóng này là do tôi sơ xuất, mùa giải này lần đầu tiên lọt vào top 10 quả bóng không ngờ lại trở thành nền tảng. Patterson cười khổ một tiếng, tâm tình cũng rất tốt. Điểm mấu chốt phát ra bóng, Lâm Thư Hào vận chuyển bóng đẩy mạnh qua nửa trận, Hayden rất tích cực lấy bóng ra. Sau khi nhận bóng, quan sát phòng thủ, Haritzer một tấc cũng không rời. Hay đần thấy người phòng thủ mình chính là đại đương gia của tổ ba người hô biết, không hề khách khí, vận chuyển bóng thẳng tắp đột phá, ăn sống Harrisser. Sau khi Harrisser đối kháng, cước bộ lão đảo, cho hay đần càng nhiều không gian đột tiến. Smith vẫn chưa lập tức đi lên hiệp phòng, do dự nửa giây, lo lắng quả bóng này của hay đần giống hệt nhau, phân cho Patterson. Nửa giây sau, cho hay đần thời gian tiến thêm một bước, Smith thấy tình thế không ổn, vội vàng nhào tới bảo vệ khung. Nhưng thời gian quá ngắn, Smith nhảy không đủ, độ cao rõ ràng không đủ. Hay đần bên này nhảy lên liền quá đầy đủ, ở trên không trung cùng Smith đối kháng một chút không rơi vào thế hạ phong, vung tròn cánh tay trái, thế lực mạnh mẽ trầm xuống rìu chiến bổ khấu. Bang Năm, hai Bóng rổ bị đập mạnh vào rổ, Smith cũng bị chụp ngã xuống đất. Tân vương đáng thương, vì giúp Harrisser chui đít, lại một lần nữa leo lên danh sách 10 quả bóng dự tuyển. Hay đần lạnh lùng nhìn thoáng qua Smith, xoay người chạy về nửa trận bên mình, vỗ tay cổ vũ Patterson. Quả bóng này đã đánh trúng Smith. Hắn ở trên sân có chút cấp trên, bức thiết hy vọng làm ra đáp lại, đáng tiếc vô luận là xong rổ hay là ném xa, hiệu quả cũng không lý tưởng lắm. Bên tên lửa, Lâm Thư Hào sắp xếp lại đội bóng tiến công, Hayden và morris thay nhau dựa vào ưu thế thân thể khi dễ Harris và Oan. Theo Smith nửa nhanh nghênh đón phòng thủ 3 điểm mạnh mẽ ném không trúng, Hayden nhận lấy bảng bóng rổ truyền dài tìm được Patterson úp rổ thành công, điểm số đi tới 23 giờ 12 Hotford không thể nhìn được nữa, mở hai tay ra, trực tiếp phun ra. Vừa rồi quả bóng này, hắn mới chạy đến vạch 3 điểm, không đợi vị trí rơi xuống đoạt bảng bóng rổ, quả bóng này của Smith đã ném ra ngoài cho dù tính tình hắn rất tốt, cũng không chịu nổi chạy tới chạy lui. Huấn luyện viên trưởng của Eagles, Larry Rio, thấy sự bất ổn và kêu gọi tạm dừng đầu tiên. Nói thật, tạm dừng này gọi hơi muộn, huấn luyện viên Rio lựa chọn tin tưởng các cầu thủ có thể tự điều chỉnh trên sân, hiển nhiên ông ta phán đoán sai rồi. Hoắc Phúc Đức đi về phía ghế dự bị còn đang cùng Smith tranh luận, Smith làm lão đại đội bóng tự nhiên sẽ không yếu thế, tuy rằng lão đại đội bóng này có hơn phân nửa là tự phong. Trợ giáo bên cạnh nhanh chóng hòa giải, kéo hai người ra. Ghế dự bị tên lửa, mạch khắc hải nhĩ trước sau như một phát huy sở trường ăn nói của hắn. Lớn tiếng cổ vũ các đội viên, sáng tay áo lên cố gắng làm. Tạm dừng lại. Huấn luyện viên Drew Thay Smith tiếp tục giữ anh ta trên sân, những cầu thủ khác đều tức giận đến sắp bãi công. Hotford phát bóng giới hạn, dép Tiger vận chuyển bóng đến sân trước, bóng chuyền cho Hotford theo sau. Sau khi Hoác Phúc Đức lấy bóng ngoài vạch 3 điểm, quan sát phòng thủ, phát hiện không gian mà tộc Asiri cho hắn rất lớn, lập tức không do dự nữa, giờ tay thử một cú 3 điểm. Bá Bóng rổ rỗng ruột vào lưới, 23 giờ 15 trên lệch điểm trở lại hai con số. Hay chủ động đòi bóng, đẩy mạnh qua nửa trận, đối mặt với tiên ngoại tuyến phòng thủ gầy yếu của đội diều hâu hắn dứt khoát cũng không giả vờ nữa. Vung cánh tay lên dết về phía trước, nhưng lần này huấn luyện viên Rill rõ ràng đã đưa ra biện pháp ứng phó, Anthony Tolliver thay thế đi lên bao vây Hayden, cũng có ý thức phong tỏa tuyến đường truyền bóng của Hayden. Hayden bị ép dừng bóng, muốn đi tìm Patterson ở phía xa, nhưng lại đánh giá thấp cánh tay dài của Oliver. Trong nháy mắt thác lợi phất truyền ra ngoài, đầu ngón tay có thể chạm tới bóng rổ, quấy nhiễu quỹ tích vận hành của bóng rổ dép tích nhanh tay lẹ mắt, nhảy dựng lên, bắt được tung tích bóng rổ, dẫn đầu đánh về phía tên lửa đội hậu trường. Lâm Thư Hào khởi động chậm nửa giây, tuy rằng tốc độ của Thư Hào rất nhanh, nhưng dép Tiger không thua kém nhiều, hai người ở trong lần so đấu tốc độ này ngang nhau, khoảng cách không thấy rút ngắn. Cuối cùng Tiger lên rổ thành công dưới tình huống dẫn trước Thư Hào một người. 23.17 sau khi tạm dừng trở lại, Eagle đã có một làn sóng cực khoái nhỏ 5.0. Mạch khắc hải nhĩ rất bình tĩnh, cũng không nóng lòng kêu tạm dừng, lựa chọn xem thêm một hiệp. Lần này, đổi lại Lâm Thư Hào cầm bóng đẩy mạnh, hay đần tay không chạy đến ngoài vạch 3 điểm 45 độ, sau khi nhận được bóng của Lâm Thư Hào, tiếp tục mạnh mẽ đột phá Harrisser. Toliver cũng kiên quyết giáp công, hay đần rút ra bài học đột nhiên phanh lại, trước khi giáp công chưa hình thành đã chia bóng cho Lâm Thư Hào, Thư Hào không nhìn người truyền bóng cho Patterson ở góc dưới cùng bị bỏ trống. Patterson đã sớm chuẩn bị từ lâu, sau khi tiếp bóng không cần điều chỉnh, dương cung đáp tên, 3 điểm trúng mục tiêu. 26, 17 Hứa tân ngồi trong ghế lô khẽ mỉm cười, Patterson cùng Modric 3 phần có thể chuẩn như vậy, hắn cũng không ngoài ý muốn. Mấy ngày nay hắn cố ý an bài huấn luyện viên trưởng mạch khắc hải nhĩ, để hai người luyện thêm 3 điểm. Kỳ thật khoảng cách 3 điểm cũng không phải hoàn toàn giống nhau, hai góc đáy cách rổ gần nhất độ khó ném rổ tương đối mà nói cũng tương đối thấp hai người chiếm được vị trí đầu tiên cảm xúc tăng vọt mấy ngày nay điên cuồng luyện thêm ba điểm bóng hơn nữa chỉ luyện thêm góc đáy ba điểm bóng cảm giác đối với khoảng cách càng ngày càng quen thuộc cho nên ở trong trận đấu hai người mới có thể ném ra vị trí trống ba điểm có tính nắm chắc cao như thế đại bàn bên này chiến thuật tương tự đánh lại một lần nữa hotfox nhận bóng trên đỉnh hồ quang quan sát vị trí phòng thủ của tên lửa Lúc này đây, tộc Asiri áp sát vào, chỉ cho Hoắc Phúc Đức khoảng cách nửa bước. Kỳ thật lựa chọn của Asiri cũng không phải là sai lầm lớn, lần trước Hoắc Phúc Đức lấy bóng trên đỉnh Hồ Quang, hắn lựa chọn thu nhỏ lại dưới rổ, là vì phòng ngừa đối phương không có bóng mà cắt vào rổ. Dù sao tốc độ của Harris vẫn rất nhanh, hay đần theo sau có chút vất vả. Hotford trong thời kỳ này, mối đe dọa chuyền bóng trên đỉnh cung lớn hơn mối đe dọa ném rổ nhưng là hôm nay hót trạng thái rất tốt phản phất cùng đội bóng từ phong lão đại ầm ĩ xong một lần không có kết quả đích sau đó bức thiết muốn chứng minh chính mình đồng dạng rất không chịu thua kém ném vào quả bóng thứ nhất ba điểm hiệp này asiri cũng không dám thả nữa nếu như đêm đêm nay hót xuất xúc cảm dưỡng ra hỏa tiễn đội liền gặp phiền toái hoắc phúc đức thấy tộc asiri đi theo phòng ngự nghiêng người vận bóng dọc theo đường ba điểm tay đưa bóng cho Harrisser đang chạy tay không, thuận thế bất động tại chỗ, đụng phải hay đần đang theo phòng ngự, thành công làm chậm trễ bước chân đuổi theo phòng ngự của hay đần. nhận được cú chuyền bóng của đối thủ, đối mặt với tộc Asiri đang đổi phòng ngự, một tiểu bái Phật để tộc Asiri lại tại chỗ, cách vạch phạt bóng ba bước. Đối mặt Modric bổ sung phòng ngự tới, tay phải ném bóng ra, bóng rổ vẽ ra một đường công duyên dáng, vòng qua đầu ngón tay Modric, rỗng rụt vào lưới. Một cú ném đẹp, động tác chiêu bài của Harris 26, 19 Sau đó mấy hiệp, song phương đầu tư phòng thủ gia tăng, song phương đều không có được cơ hội ra tay quá tốt. Thẳng đến giai đoạn hiện tại đội hình dự bị lên sân khấu, Parson cùng Lâm Thư Hào trình diễn hai lần dọn sạch một bên kinh điển hai đánh hai, tên lửa mới tiếp tục được điểm. Diều hâu bên này cũng không cam lòng yếu thế, sáng tạo cho người ném bóng ba lần cơ hội ra tay vô cùng tốt. Khoa ốc nhĩ cũng không nương tay, ba ném hai trúng, trợ giúp đội bóng đem điểm số tiếp cận. Kết thúc hiệp 1, tên lửa dẫn trước 4 điểm lúc 32 giờ 28 Chương 10 Phong vân đột biến, hỏa tiễn bị phản siêu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hiệp thứ hai vừa bắt đầu, ưng vương Josh Smith tiếp tục làm một mình, bất quá nhóm dự bị của đội lão ưng cũng giận mà không dám nói gì. Smith đấu với tiền đạo dự bị tên lửa Terence Jones, chiều cao và cân nặng của hai người không chênh lệch nhiều. Nhưng năng lực vận động, kỹ thuật điều khiển vận chuyển, năng lực đơn đả và kinh nghiệm thi đấu của Smith rõ ràng là trên Jones. Tuy rằng lựa chọn ném rổ vẫn không xong, thế nhưng lựa chọn phòng thủ của Jones cũng là tám lạng nửa cân, song phương thật có thể nói là canh tác sâu, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đơn giản mà nói chính là Jones đơn phương thành tựu Smith. Smith càng đánh càng hưng phấn, lòng tự tin bùng nổ, mặc dù mạch khắc hải nhĩ kịp thời ý thức được khuynh hướng đi theo địch trên sân Jones, đem thay thế, cũng không làm nên chuyện gì. Khi hiệp một chỉ còn 3 phút, Smith dẫn đầu đội diều hâu vượt ngược tỷ số, 45 giờ 46 Tên lửa bên này, cần gấp điểm để ổn định thế cục trên sân. Ha Đơn bước ra. Anh nhận được cú chuyền bóng 45 độ quen thuộc của Lâm Thư Hào, liên tục vận chuyển bóng dưới hắn để điều chỉnh tiết tấu. Josh Smith ở gần góc dưới cùng nóng lòng muốn thử, quan sát hướng đi tiếp theo của Hayden, sẵn sàng giáp công bất cứ lúc nào. Khóe mắt Hayden quan sát được ý đồ của Smith, thấy vị trí phòng thủ của Harris là phong tỏa tay trái của mình, hắn kiên quyết tay phải vận bóng, đột phá về phía trước. Smith chờ đợi đã lâu, tiến lên một bước liền muốn bao vây, nào ngờ Hayden hợp bóng làm một cái muốn truyền cho Patterson ở góc dưới cùng hút thuốc. Smith nhanh chóng thắng xe xoay người, trở về phòng thủ Patterson của mình. Quay người lại mới phát hiện, Patterson vẫn đang hút thuốc ở góc dưới cùng, bóng đâu. Quả bóng đã biến mất. Smith lần thứ hai quay đầu lại, phát hiện hay đần là giả phát đột nhiên, lúc này đã đặng vân giá vũ, ở trên không trung cùng hoắc phúc đức đối kháng sau đó tay phải chọn rổ đem bóng đánh vào. Lời bài hát one Patterson giết người giết người, cười ngây ngô với Smith, người anh em cậu nhìn cái gì? Smith tức giận đỏ mặt tía tai, phun ra lời rác rưởi. Hayden không hề bị quấy nhiễu, đứng ở vạch phạt bóng vững vàng phạt bóng vào rổ. 48 giờ 46 tên lửa lại vượt qua. Trong thời gian kế tiếp, tên lửa thủy chung duy trì ưu thế dẫn đầu yếu ớt, thẳng đến nửa hiệp kết thúc. Tỷ số hai bên đến 57 giờ 55 Đây là chuyện bình thường, dù sao thời gian thích ứng của tên lửa quá ngắn phần nhiều là dựa vào năng lực cá nhân của Hayden và Lâm Thư Hạo để thay đổi phòng thủ của đối phương. Lại do hai người bọn họ lựa chọn là mình đánh hay là cho đồng đội có cơ hội xuất hiện. Phương thức tấn công như vậy quá mức đơn nhất, khi đối thủ có đủ tài nguyên phòng thủ, hoặc là xúc cảm hai người không tốt, đội bóng tiến công sẽ lâm vào đình trệ. Quả nhiên, nửa trận đấu sau bắt đầu, xúc cảm của hay đần trượt xuống, đội bóng tấn công đột nhiên mất điện, rơi vào tình trạng mất điểm dài đến hơn 6 phút. Diều hâu thừa cơ vượt qua điểm số lần nữa, cũng may toàn đội tên lửa trên dưới ba quân dụng mạng, phòng thủ rất tra sức, hay đần cũng giống như thế. Đại bàng muốn đạt điểm, cũng thập phần khó khăn. Rốt cục, khi hiệp thứ ba còn lại 5 phút 33 giây, Cáp đăng mượn sự yểm trợ của tộc Asiri, thoát khỏi phòng thủ đột phá đến dưới rổ, khiến Hoác Phúc Đức Phạm Quy đạt được hai lần cơ hội phạt bóng đơn đứng trên vạch phạt và điều chỉnh hơi thở của mình bằng cách đập bóng và đánh bóng hai lần. Giúp tên lửa phá vỡ điểm số, tỷ số đến 59 giờ 65. Mấy hiệp sau, xúc cảm của Hayden ấm lại, đột nhiên ném kết hợp, giúp đội bóng vãn hồi xu thế suy tàn. Đoạn tiếp theo, Parson dẫn đội tiếp tục tiếp cận điểm số, bên diều hâu Louis William cũng không kém, song phương đánh có qua có lại, tên lửa vẫn rất lại phía sau. Năm phút cuối cùng của hiệp thứ tư, khi Lâm Thư Hào phản kích lên rổ đánh thành công, điểm số đi tới 82 giờ 87, tên lửa vẫn rất lại phía sau 5 điểm. Bên phía Eaglet, dép Tiger rơi bóng tiến về phía trước, và Hotford và Smith làm một cú đúc. Tạo ra không gian ra tay phi thượng tốt cho khoa ốc nhĩ vòng ra, người đế cách đến cầu đạo, trước mặt khoa ốc nhĩ không có một bóng người, giơ tay 3 điểm trúng mục tiêu. 82 giờ 90, trên lệch đến 8 điểm hay đần lớn tiếng chỉ huy đồng đội chạy về phía trước, Lâm Thư Hào ngầm hiểu sắp phát bóng giới hạn. Sau khi hay đần tiếp bóng, vung dài tìm được Modric chạy đến gần vạch ba điểm trước sân, sau đó chạy như điên về phía trước. Đội lão ưng lui phòng không kịp thời, phòng thủ đối vị là loạn. Modric nhìn thoáng qua phòng thủ chính mình Hotford, liếc thoáng qua rổ, Hotford tiến lên một bước, mất đi trọng tâm, Modric bắt lấy cơ hội, một bước qua Hotford, các cầu thủ khác của đội Diều Hâu thấy tình thế không ổn, co rút lại dưới rổ, Hotford cũng đuổi sát phía sau. Modric âm thầm trầm trồ khen ngợi, cái này mau phát điểm mấu chốt cầu chiến thuật, trang tại buổi sáng huấn luyện vừa mới dẫn bọn hắn luyện mấy lần, hiện tại vừa vặn dùng đến. Đối mặt với phòng tuyến dần dần trở thành thế vây kín, Modric sau khi hợp bóng vẫn chưa lựa chọn tấn công rổ, mà là chuyền bóng sau đầu, dùng sức ném một cái. Bóng rổ không thiên vị đi tới trong tay đại hồ tử vừa mới chạy đến vị trí đỉnh cung. Sau khi hay đần nhận bóng, điều chỉnh một chút, nhẹ nhàng nhảy lên, ném rổ ra tay. Bá Kết quả tìm kiếm cho An tám 85 giờ 90 trên lệch điểm trở lại 5 điểm. Làm tốt lắm. Modric chạy về vỗ tay với Hayden, lớn tiếng nói. Phòng ngự, chúng ta có thể thắng. Hayden kiên định đáp lại. Hứa Tân ở trong phòng bao thấy một mạng như vậy, có chút cảm khái. Kiếp trước, hay đần mới tới tên lửa, phòng thủ còn chưa bị người lên án, tuy rằng tiến công không nổ tung như thời kỳ đỉnh cao, nhưng hắn nguyện ý đầu nhập vào phòng thủ. Hắn kéo dài tác phong chủ phòng ngoại tuyến hạch tâm của mình trong thời kỳ lôi đình, vô luận là thái độ phòng thủ hay là kỹ xảo phòng thủ, đều là tồn tại trên tiêu chuẩn trung bình của liên minh. Hứa Tân đang suy tư, trên sân hay đần thành công phòng ngự Harris trúng tuyển. Asiri kẹt ở vị trí bản bóng rổ, Lâm Thư Hào nhảy lên cao nhận lấy bóng rổ, thuận thế đẩy phản kích. Hayden và Modric là hai người có tốc độ chạy chỉ sau Lâm Thư Hào, một trái một phải theo vào. Tiêu chuẩn tấn công nhanh ba tuyến. Diều hâu bên này chỉ có tích cùng khoa ốc nhĩ lui phòng trở về. Lâm Thư Hào vận chuyển bóng với tốc độ cao đẩy mạnh đến gần vạch phạt bóng, Modric mặt hướng bên phải theo vào, tay phải nhẹ nhàng ném một cái, bóng rổ lại bay về bên trái. Cáp đăng theo bên trái nhảy lên thật cao, vững vàng bắt lấy bóng rổ trên không trung, ban. Không trung tiếp sức úp rổ thành công. 87 giờ 90 tên lửa đuổi theo điểm số tới gần một hiệp. Larry Drew thấy tình thế không ổn, vội vàng kêu tạm dừng. Hắn không đợi các đội viên ngồi xuống ghế dự bị, liền lớn tiếng nhấn mạnh. Smith cùng Hotford, xong đoạt tiến công bản bóng rổ không có kết quả nhất định phải ở trước tiên đối với cầm bóng người làm ra chậm trễ, những người khác tranh thủ thời gian lui phòng. Trên ghế dự bị tên lửa, mạch khắc hải nhĩ vẫn đang diễn thuyết tình cảm mãnh liệt cho các đội viên, cổ vũ sĩ khí đội bóng, nhưng không có an bài chiến thuật cụ thể gì, hứa tân thấy thế cũng lắc đầu cười khổ. Mạch khắc hải nhĩ đúng là một huấn luyện viên tốt, kiếp trước, hắn cũng từng xuất lĩnh tên lửa tiến vào Tây Quyết. Nhưng về mặt phân chia chiến thuật, thắng tuyệt đối không phải là mọi người cô thích cho ngôi sao bóng đá độ tự do rất cao dựa vào năng lực cá nhân của ngôi sao bóng đá thắng trận đấu đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hay đần áp dụng đơn đã cầm bóng nhiều hơn là chạy không bóng để tìm cơ hội ghi điểm đơn giản hơn cho dù sau đó paul đến chia sẻ áp lực tổ chức của hay đần trận đấu cũng chỉ từ một mình hay đần đơn đã biến thành hay đần paul thay phiên đơn đã